Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 429 của truyện Thiên Đạo Đối Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chào mừng bạn Linh Lê đã trở thành thành viên bán tiên cũng như chào mừng bạn xí mũi dễ thương đã trở thành thành viên ngụy tiên trên kênh MCNE chuyện audio tiên hiệp cũng cảm ơn bạn xí mũi dễ thương đã ủng hộ cho kênh qua tính năng super thanks cảm ơn các bạn rất nhiều chương ba nghìn chín trăm năm sáu ba nghìn chín trăm năm bảy thiên nhược hữu tình thiên diệt lão bẩm báo tông chủ Chúng ta cùng với thất tình lâu, vạn thú môn, cùng với trục tình cung đã phái người điều tra đến mấy chục vạn người trên đại lục, cũng lại không nghe nói qua cái tên lạc thất thất. Vị trường lão kia ôm quyền. Chưa từng nghe quá. trương huyền cao mày. Lạc huyền thanh nói, cô gái này mượn tính không trâu, phá trừ danh sư đại lục ràng buộc, đi vào bên trong thế giới cao hơn. Đã có cơ hội rất lớn tới nơi này, vậy tại sao lại không thấy tin tức? Lại còn tưởng, Đường tin tức của bốn đại tông môn, hắn vẫn rất tin tưởng, nói không có điều tra ra, khả năng thực sự là không có. Phá vỡ không gian danh sư đại lục mà không tới thượng thương, vậy thì đi chỗ nào? Không tra ra được cũng lại chẳng còn phương pháp. Trương Huyền lắc đầu, đi tới chỗ các đệ tử đang tu luyện. Thời gian 10 ngày, tất cả mọi người đã có tiến bộ rất lớn, chín đại đệ tử Triệu Nhã, Trịnh Dương, họ đã đạt tới chân tiên cảnh. Cho dù viên đào tu luyện thấp nhất cũng đã đạt tới hư tiên cảnh đỉnh phong còn bạch nguyễn khanh thì thành công đột phá đến tiền quân ở bên trong toàn bộ lăng vân kiếm các cũng coi như là cường giả đỉnh phong trẻ tuổi nhất thấy mọi người lại cố gắng tu luyện tiến bộ rất nhanh trương huyền thở ra một hơi đang muốn tiếp tục bế quan liền nghe thấy âm thanh ồn ào vang tới thiếu già dạ. người nhất định là phải làm chủ cho ta chứ tiểu cường ta đi theo người bao nhiêu năm như thế này rồi từ thiên huyền vương quốc liền ở chung một chỗ cuối cùng người lại để cái tên sơn tặc này thay thế chỗ của ta có một tiếng kêu thảm khoa trương, có một tên mập lù lù từ bên ngoài viện vọt vào. Hắn chính là Tôn Cường. Cái tên này từ huyền Giang Thành đã đi tới Lăng Vân Kiếm Các. Nắm giữ vũ khí tín vật của Trương Huyền rất dễ dàng đi đến chỗ này được, hơn nữa thấy được sơn tặc Tào thành lập. Hai người đều nói mình là quản gia của Trương Huyền, một lời không hợp liền dùng beng cả lên, thậm chí muốn động thủ với nhau. Mặc dù Tào Thành Lập là cường giả thượng thương, nhưng mà tu vi của hắn chỉ mới đến cổ thánh tứ trọng, cùng với tôn cường không hề thua kém nhiều hai người tranh đấu không ai phục ai nghe được thiếu gia xuất quan tất cả lại đi tới trước mặt hắn thiếu gia cái tên này không biết từ chỗ nào xuất hiện tự xưng là quản gia của ngươi lại còn động tay động chân với ta tà nữa tào thành lập cũng không hề yếu thế trường huyền khoát tay áo các người ai... một cái vị trí quản gia mà thôi tại sao lại âm ý lên như vậy không cảm thấy mất mặt hay sao ừ? Không thể nói như vậy được. Nếu như là quản gia, đương nhiên chỉ có thể là một người. Nhân số nhiều hơn, mỗi người lại muốn quản lý một kiểu. Nghe ai đây? Tôn Cường cũng vội nói. Thiếu gia, ta theo người lâu như vậy rồi. Người biết rõ tính cách của ta, tuyệt đối là hơn cái tên gia hòa này nhiều. Cái gì? Tào Thanh Lập nghiến rằng. Thiếu gia, cái tên này vừa nhìn là biết không đáng tin cậy chút nào. Ta làm quản gia tốt hơn hắn, Thấy hai người cứ ầm mỹ lên, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Tôn Cường, hắn rất thích trang bức, bất luận là chuyện gì, mặc kệ là có thể mang tới phiền phức hay không, trước trang bức đủ đã rồi nói. Một bộ không sợ trời không sợ đất, làm quản gia, rất dễ dàng rước lấy tài họa cho mình. Còn cái tên Sơn Tạc Tào thành lập này, cả gan càng ngày càng làm loạn, hơn nữa lại còn háo sắc, làm chuyện gì đều trước hết nghĩ cho nữ nhân, so với đối phương lại càng không đáng tin cậy hơn. Ai, hắn là một người rất đáng tin cậy như vậy, làm sao có thể ngờ tới, thu hai cái tên quản gia đều là bộ đức hạnh như vậy. Hiện tại càng là vì vị trí này, cái lộn không ngừng. Tôn Cường, người tới làm... Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Cả hai sau sau sánh sánh, vẫn là nên Tôn Cường càng thêm đáng tin cậy hơn. Chí ít để hắn hỏi thăm tin tức, nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, chưa hề khiến cho người ta thất vọng chút nào ừ, um, ta tạo thành lập suốt ruột. Còn ngươi về sau ngươi phụ trách chiếu cố thiện hiểu thiên cùng với các đệ tử của ta vậy là được rồi. Trường Huyền bản giao lông mày dương lên. Ngươi không thể nào làm hư bọn họ được. Nếu như không, liệu hồn cái đầu của ngươi. Cái tên này đúng là không có đáng tin cậy như thế. Đám người Trịnh Dương và Viên Đào lại khuyết khí phương Cương ngộ nhỡ bị làm hư đi, thực sự là không tiện giáo dục lại. Vâng. Tào Thanh Lập vội vã gật đầu. Yêu cầu của hắn đâu có cao, chỉ cần không bị đuổi đi vậy là được. Ừ. Nếu như người đã tới, hỗ trợ tìm hiểu tung tích của Lạc Thất Thất đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta đã đi vào bên trong thượng thương rồi. An bài xong xuôi, nhớ tới trước đó vị trưởng lão kia không nghe được tin tức, trường huyền nói. Lạc tiểu thư cũng tới thượng thương. Sừng sốt, tôn cường gật đầu. Thiếu gia cứ yên tâm đi, chỉ cần nàng ấy xuất hiện thôi, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm về. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Cái loại sự tình đó, giao cho Tôn Cường vẫn lại tương đối để cho người ta yên tâm hơn. Khi trước cái tên này làm thương nhân, ở bên trong phương diện lôi kéo quan hệ, tìm người vẫn rất có kinh nghiệm. Trần trừ một lát, Tôn Cường nói. Thiếu già, người cũng đừng có mà trách thuộc hạ nhiều chuyện. Thất thất tiểu thư vì ngươi làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Không lẽ, người thực sự không có thích nàng ấy sao? Lạc thất thất đối với tình cảm của thiếu gia, người khác không biết nhưng hắn là nhìn thấy trong mắt. Vì thiếu gia, nàng ấy không tiếc cùng với tộc nhân bất hòa. Vì thiếu gia, lại dũng cảm quên mình. Nhưng mà cái vị trước mắt này cứ chơ chơ không nhìn thấy, triệt để tổn thương trái tim của đối phương. Thích sao? Trường huyền lắc đầu. Từ bên trong thiên huyền vương quốc cùng nhau đi tới, gặp được bao nhiêu nữ hài vừa ý hắn cũng đâu có ít. Nào là thẩm bích như, mạt vũ, triệu phi vũ, hồ yêu yêu, ngọc phi nhi mỗi một người đều rất là ưu tú, cũng lại rất đẹp, nhưng trên hắn lại chẳng có cảm giác lãng mạn chút nào. Lạc thất thất đây cũng như vậy. Chỉ có lạc nhược hy, vừa nhìn thấy nàng đã thấy yêu rồi, tự hồ đối phương có khí chất đặc thù nào đó hấp dẫn lấy hắn. Để cho hắn trầm mê, để cho hắn làm việc xúc động giống như hài đồng, không kìm chế được. À, nữ hài tốt như thế mà không thích. Thực sự là một người máu lạnh không có tình cảm mà thấy hắn lắc đầu, Tôn Cường lầm bẩm Đối phương vị thiếu gia làm ra rất nhiều chuyện như vậy, một mực yên lặng bỏ ra, lại không đổi lấy nửa phân tình cảm. Hắn là quản gia cũng lại đúng không ưa. Sao? Không có tình cảm gì? Đang muốn nổi giận, Trường Huyền đột nhiên sững sờ. Hắn không có tình sao? Có mà. Tình nghĩa cha mẹ, tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa chủ tớ, tình nghĩa huynh đệ, tất cả đều có. Nhưng mà từ khi xuyên qua, nắm giữ thiên đạo thư viện, phương diện tình yêu này quả thực nhìn rất nhạt. Kiếp trước chẳng qua là vì nhân viên quản lý phổ thông mà thôi, lại là độc thân cẩu, tình huống bình thường, có những cô gái xinh đẹp ưa thích, hắn vui vẻ đồng ý mới đúng. Nhưng mà lại chẳng có bất cứ cảm giác gì, bao quát cái loại yêu nghiệt như là hồ yêu yêu dụ dỗ. Hơn nữa, trừ đối mặt với Lạc Nhược Hy, đối mặt với những người khác, hắn sẽ không bao giờ xử trí theo cảm tính, bình tĩnh cứ như là quái vật vậy. Trước đó lại còn cho rằng có phải là do mình lĩnh ngộ gia tâm như chỉ thủy hay không. Hiện tại xem ra chỉ sợ đúng là không đơn giản. Ừ. Không lẽ ta đã bị thiên đạo thư viện thay đổi một cách vô trì vô giác? Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi vô cẩu. Mặc kệ là vạn vật biến thành bộ dạng gì thì đó chính là hành vi của vạn vật cùng với thiên địa không quan hệ. Thiên địa thuận theo tự nhiên, tất cả giống như là theo gió đêm mà tới, nhuận vật im ắng. Trước đó bản thân một mực không để ý, giờ phút này nghe Tôn Cường nói, hắn không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Lạc thất thất vì hắn mà làm rất nhiều điều, đổi lại là những người khác, khẳng định đã sớm mềm lòng, nhưng hắn lại không mảy may tình cảm, bình tĩnh như máy móc. Cũng giống như nhảy ra khỏi thế giới đối đãi với vấn đề này. Nguyên lai, hắn xem tình yêu đã triệt để nhận lấy ảnh hưởng. Còn Lạc Nhược Hy, có lẽ không giống với khổng sư thậm chí là bản thân cũng nắm giữ một bộ phận thiên đạo, Vậy cho nên mới có thể vừa thấy đã yêu Lẫn nhau thu hút Cuối cùng diễn hóa thành tình yêu Ngay cả thư viện cũng không thể nào ngăn chặn Nghĩ đến điểm này Có một đạo hiểu ra từ đáy lòng sạch qua Thiên đạo trật tự Tất cả sự vật Phải có thể tuân thủ theo quy luật đặc biệt mà đi hoàn thành Thiên đạo có thiếu Tất cả đồ vật phải có chỗ thiếu hụt Không hoàn mỹ Nhưng chỉ có tình cảm Không tuân thủ quy luật Một khi thả ra sẽ làm cho người ta trầm mê khiến cho người ta say mê rồi lại không cách nào có thể tự kiềm chế rất nhiều chuyện là có quy luật có thể dựa theo quy luật mà đi làm nhưng mà tình yêu tuân thủ quy luật sao không tuân thủ quy luật làm trương gia tiểu thiên tài cùng với lạc thất thất có hôn ước thì hẳn là phải thích nàng ấy mới đúng hắn lại thích lạc nhược hy ở trên đại lục không có ít ví dụ rõ ràng là sinh tử đại thù nhưng lại thích ngược lại đối phương có thể khống chế thì ai mà không đi khống chế nhưng đáng tiếc trên thế giới không cách nào có thể khống chế nhất chính là tình cảm loại tâm cảnh đó để cho người ta trầm mê bên trong không thể nào kiềm chế được mình còn thiếu hụt tình yêu có chỗ thiếu hụt sao có hơn nữa có rất nhiều nhưng lại để cho người ta vô số sinh mệnh đổ sâu tới hãm sâu bên trong thậm chí rõ ràng biết lại thích như mật ngọt bởi vậy thiếu hụt liền không còn là thiếu hụt nữa mà là một sự tốt đẹp thì ra là vậy sao còn mắt hắn mê màn sáng lên Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Trước tình cảm, thiên đạo còn không cách nào có thể khống chế được. Mà ta lại có gì giàu dĩ chứ? Nguyên lai like một mực truy tìm công pháp, chính là ở chỗ này. Bên trong xuân thu đại điển 3 năm, chui vào bên trong ngõ cụt, một mực tìm kiếm công pháp không có thiếu hụt, nghĩ đến biện pháp vượt qua thiên đạo. Nhưng mà thiên đạo công pháp bản thân đã không có chỗ thiếu hụt thì người làm sao có thể vượt qua? Cho dù sáng tạo tốt, lại không có vấn đề, cũng lại nhiều nhất đi tới đánh đồng, không có thiếu hụt mà thôi, vượt qua là không thể nào. Nguyên nhân chính là như vậy, tiếp cận 3 năm, một mực không thành công được. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu, tìm nhầm phương hướng. Tình cảm mới chính là đồ vật của thế giới này vượt qua thiên đạo và vượt qua thời gian. Có ít người có thể yêu nhau đến trăm năm, ngàn năm mà cả đời không hối hận. Nhưng có ít người vì có thể vì tình cảm của mình mà không tiếc bỏ mình, bất khuất. Tình thân, tình bạn và tình yêu lạc thất thất vì hắn đã bỏ ra nhiều hơn nữa cũng là cam tâm tình nguyện trường hoàng thiên vì nhân tộc rồi đến giọt máu cuối cùng không cầu báo đáp nhàn hồi cổ thánh trấn áp thông đạo thần tử đạo vấn, thì thể đóng giữ vẫn có thể vạn năm không rời bất luận là lịch sử của danh sư đại lục hay là thượng thương cái loại chuyện như vậy nhìn thực sự là quá nhiều thường hải tăng điền danh sư đại lục mấy vạn năm thời gian trôi qua lại xóa không mất khổng sư vĩ đại có thể thấy được chứng minh thiên đạo có thể hủy diệt sinh mệnh nhưng mà không cách nào có thể ảnh hưởng tới tình cảm thiên đạo cũng không phải là vĩnh hằng chỉ có tình cảm mới có thể vượt qua tất cả được thân thể chấn động có một cỗ lực lượng đặc thù từ bên trong đan điền hắn dâng ra trước đó thủy Trung không cách nào có thể đột phá được ngụy thần bất cứ lúc nào cũng sẽ mở lớn tiểu cường đa tạ ngươi ánh mắt sáng lên hắn nhìn về phía tôn cường. Trương Huyền lại cười lớn, nhẹ nhàng vụt qua, lần nữa trở lại phía tinh thất. Ừm? Thiếu gia lại cảm ơn ta. Thấy mình nói rất là nghiêm trọng như vậy mà thiếu gia không hề tức giận mà lại còn cảm ơn hắn. Tôn Cường nháy nháy con mắt. Chẳng lẽ thiếu gia lại lên cơn rồi? Một bên tàu thành lập thấy cảnh đó, khóe miệng lại co giật. Hắn khi trước chỉ nói với đối phương đúng một câu liền đã bị trừng phạt cho nhảy vào cửa. Cái vị trước mắt này càng nói càng nghiêm trọng, không những không hề trách móc mà lại còn cười cười cảm ơn cùng nhau đi tới, thiếu gia đối với nữ sắc trên cơ bản là đâu có cảm giác. Không lẽ cùng với cái vị Tôn Cường này mới chính là tình yêu chân chính? Liếc mắt nhìn hình dạng của Tôn Cường, tạo thành lập than thở, cái khẩu vị này quá là nặng a. À? Hết chương. Chương 3958, 3959, Trường huyền đột phá ngụy thần. từng viên nguyên lực đan tuyệt phẩm nuốt vào bên trong trên đài tròn thu thập lại khí tức đặc thù vây quanh bốn phía thân thể hắn hình thành gió lốc trương huyền yên tĩnh ngồi ở giữa khí lưu khi tức tiên quân đỉnh phong tăng thêm từng chút một thân thể đánh vỡ ràng buộc tựa như leo núi nguyên bản đỉnh núi bằng phẳng xuất hiện một đỉnh núi đâm vào bên trong không trung từng bước một đi lên trên dược lực đan dược lưu chuyển ở trong người trương huyền tựa nhụy trên đỉnh núi thấy được một bóng người tôn cường Hắn đang bị vây ở trên cùng, tràn đầy sốt ruột, lại không cách nào có thể chạy trốn. Các loại chi nhớ cùng với tên này ở chung hiện lên trong óc. Vì lão gia này, người muốn mua nhà sao?" Đây chính là câu nói đầu tiên mà Tôn Cường nhìn thấy hắn. Thuộc hạ Tôn Cường, về sau lão gia có thể gọi là Tiểu Cường. Đây là câu nói đầu tiên sau khi trở thành hạ nhân của mình. Thời gian trôi mau như nước chảy, dù rằng Tôn Cường có đôi khi không quá đáng tin cậy, mà cũng ưa thích chàng bức không giống với bản thân biết điều, nhưng mà hơn 2 năm ở chung, bản tính và thói quen sớm đã quen thuộc. Bản thân một mực tu luyện, mặc kệ thế tục, rất nhiều chuyện đều là do vị này làm thay. Tình nghĩa chủ tớ thâm nhập cốt tủy, không thể nào thay thế. Tao tới cứu người. Hừ một tiếng, hai tay dâng lên, ra sức bổ ra một cái. Đỉnh núi sụp đổ, ảo giác trước mắt biến mất. Không còn đỉnh núi, không còn tôn cường, càng không có tu vi ràng buộc đại môn ngụy thần cảnh trong nháy mắt bị phá vỡ. Đây chính là tình chủ tớ. Trương Huyền mỉm cười, chiếu theo loại cảm giác bên trong lồng ngực đó, vận chuyển tiên lực. Trước đó, lực lượng nghiêm ngặt dựa theo thiên đạo công pháp vận chuyển, không thể nào có một phân nào, sai lầm, như vậy mới có thể thành tựu vô thượng chân nhân, uy lực vô tận. Nhưng bây giờ, chiếu theo tình cảm vận chuyển, không tận lực dạng buộc, cũng lại không đặc biệt tuân thủ, cảm thấy tất cả đều là công pháp, tất cả đều là chiều số lấy tình làm công, lấy tình làm kiếm. Bên tai vang tới âm thanh hoàng trung đại lữ, vô số linh khí không ngừng tràn vào bên trong cơ thể, lực lượng mau chóng bạo tăng. Ngụy thần Cảnh giới vây khốn vô số cường giả thượng thương, rốt cuộc đã tới. Nguyên lực đan tuyệt phẩm bị hấp thu hầu như không còn gì. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền mới mở mắt. Lần trước bên trong thông thần điện, hắn lấy được nguyên lực đan tuyệt phẩm, bây giờ đã triệt để dùng hết, còn linh khí trên đài tròn cũng đã dùng trọn vẹn là hơn 20 phần. Người khác dùng một phần đã có thể đột phá. Hắn một người dùng 20 phần. À, đúng là đáng tiếc. Mới chỉ là ngụy thần cảnh trung kỳ. Đỉnh phong chắc là một khoảng cách xa nữa. Trương huyền than thở. Nguyên lực đan tuyệt phẩm vẫn là số lượng quá ít. Hắn đột phá lại có yêu cầu rất cao đối với linh khí. Vậy cho nên, vẹn vẹn đột phá đến ngụy thần cảnh trung kỳ. 20 viên cũng đã tiêu hao hầu như chẳng còn gì. Không cách nào có thể tiếp tục tiến bộ hơn. Bộ công pháp này là ta lĩnh ngộ ra tình cảm sáng tạo ra. Đã như vậy, không bằng hãy gọi là thiên nhược hữu tình đấy. Suy nghĩ thoáng qua một cái, Trường Huyền xác định cái tên. Có thể đột phá Nguy Thần là bởi vì Tôn Cường nhắc nhở, bởi vậy trước hết lĩnh ngộ ra tình nghĩa chủ tớ. Tình nghĩa chủ tớ, quý ở thổ lộ tâm tình. Dù rằng Tôn Cường chỉ là một hạ nhân, nhưng mình có thể vì hắn, đối địch với toàn bộ danh sư đường, vì hắn khiêu chiến cường giả thực lực cao hơn mình, nhưng thứ đó là nghĩa là hiền. Tôn Cường biết rõ nguy hiểm, lại không rời bỏ mình, dù rằng nguy hiểm cũng không tiết lộ ra tin tức liên quan đến mình là chung. Thiên đạo công pháp có tình, rõ ràng cùng với trước đó không quá tương đồng, tựa như có linh tính, có lực lượng thuộc về riêng mình. Vậy được, thử uy lực một chút. Lòng bàn tay có một đạo tiên lực xông ra. Không gian trước mắt lập tức xuất hiện một vết rách đen kịt. Trường Huyền ngẩn người, hơi có một chút không dám tin. Hắn đã gặp qua không ít cường giả ngụy thần, hắn chỉ riêng thú dùng đã đạt tới 8 cái. Đối với loại lực lượng này, biết cực kỳ rõ. Tình huống bình thường, vừa mới đột phá, sức chiến đấu nhiều nhất phải tương đương với vị ngụy thần tự bạo kia. Nhưng mà không nghĩ tới, nhẹ nhóm, bóp nát không gian, vẫn có thể đoán ra được, dù rằng người đó ở trước mặt mình tự bạo, cũng lại khẳng định không làm bị thương được mảy may. Các người ra đây, bàn tay run lên giao long cửu đầu họa phương thú cùng với đồng thường kiếm xuất hiện phía trước màu chóng dùng lực lượng mạnh nhất của các người công kích ta trương huyền vẫy tay hai tiên thú ngụy thần cảnh cùng với một vũ khí ngụy thần cảnh tạo thành trận pháp hợp kích điên cuồng công kích trương huyền ngồi ở trên mặt đất không hề nhúc nhích chập ngón tay làm kiếm liên tục điểm ra một lát sau tiên thú cùng với vũ khí từ trên không trung rơi trên mặt đất không cách nào có thể động đậy ba ngụy thần liên hợp công kích vậy mà để cho hắn đứng dậy cũng không làm được chủ nhân thực lực của ngươi giao long cùng với cửu đầu hòa phượng thú tràn đầy khó tin bọn chúng đã đột phá ngụy thần tự nhận là rất mạnh có thể đứng trên đỉnh phong của thế giới nhưng mà trước mặt vị chủ nhân này cũng giống như một con thái điểu không đỡ nổi một đòn ừ, ta chỉ là có một chút cảm ngộ thôi may mắn đột phá đến ngụy thần trương huyền đứng dậy cười nhạt nói thu chúng vào bên trong túi thú sủng tinh thần khẽ động triệu hoán ra phân thân người có giỏi cùng với ta đối chiến một quyền sau một quyền người vào trước đi chờ ta đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong sau đó cùng với người so sánh Phân thân lại trở lại chữ vật giới chỉ sờ sờ mi tâm trương huyền lắc đầu cái tên biến thái này không chỉ là đột phá ngụy thần những ngày này vậy mà hắn đã tới ngụy thần đỉnh phong thắng không nổi hắn cực kỳ bình thường bất quá lĩnh ngộ ra thiên nhược hữu tình so với trước đó dường như càng thêm cường đại ngụy thần cảnh trung kỳ đối chiến với đối phương là ngụy thần cảnh đỉnh phong dù rằng vẫn thua nhưng mà thoạt nhìn tranh lệch cũng không phải là quá sai như trước chỉ cần đột phá tiếp vô cùng có khả năng cung cấp vượt qua đối phương nhưng chỉ là nguyên lực đan tuyệt phẩm đi chỗ nào mà tìm bây giờ Thực lực của hắn bây giờ đối với linh khí nhu cầu cao hơn. Đan dược phổ thông, thậm chí tinh huyết của cường giả ngụy thân cảnh đối với hắn mà nói đều đã quá vô dụng. Duy nhất có trợ giúp chính là nguyên lực đan tuyệt phẩm. Chỉ là thứ này quá mức chân quý, cho dù là đại tông môn giống như lăng vân kiếm các, hẳn là không bỏ ra nổi bao nhiêu. Đi ra khỏi tính thất, vào bên trong tàng thư khố chỉ tông chủ mới có thể đi. Thời gian không dài hắn đi ra. Nguyên lực đan tuyệt phẩm là vẫn có, coi điều chỉ tìm được con mùi viên vậy thì trục tinh cung thì sao? tu vì đột phá không cần phải tiếp tục ở chỗ này nữa trương huyền thả ra đám người giao long triệu nhã và tôn cường toàn bộ hắn mang theo cấp tốc bay về phía trục tinh cung ba ngày sau lần nữa trở lại đại điện trục tinh cung gặp lại đám người giang giao và triệu nguyệt cùng với khôi hiểu tần nguyên và hàn kiếm thu hỏi thăm một phen ba đại tông môn còn lại cũng có nguyên lực đan tuyệt phẩm nhưng có điều số lượng không tính là quá nhiều Tổng cộng chỉ có 27 viên Nói cách khác, bốn đại tông môn toàn bộ cộng lại Hết thầy lại chỉ có 37 viên Tìm ra một tính thất, hắn nuốt hết toàn bộ Tu Vi lần nữa có tiến bộ Đã tới ngụy thần cảnh hậu kỳ à, Tu Vi càng cao, hiệu quả của đan dược lại càng thấp đi Trước đó 20 viên Để cho ta từ tiên quân cảnh đỉnh phong Đã tới ngụy thần cảnh trung kỳ Nhưng bây giờ thì sao 37 viên chỉ đột phá đến trung kỳ muốn vào đỉnh phong, chỉ sợ ít nhất là 100 viên trở lên. Tù vị càng cao, đối với linh khí nhu cầu cũng hoàn toàn khác biệt. 20 viên nguyên lực đan tuyệt phẩm có thể để cho hắn từ tiên quân đỉnh phong đột phá đến ngụy thần trung kỳ, nhưng mà từ hậu kỳ đi vào bên trong đỉnh phong, không có 100 viên thì khó có thể hoàn thành được. Nhưng mà chỉ bất quá, vờ vét xong cả bốn đại tông môn cũng chỉ có mới 37 viên, 100 viên cướp đầu ra. Tông chủ, Nguyên lực đan tuyệt phẩm chỉ có ngụy thần mới có thể sử dụng thôi. Sáu đại tông môn chúng ta tình huống bình thường chỉ có đúng một vị cường giả cấp bậc này. Số lượng không nhiều là rất bình thường mà. Nhưng mà thông thần điện thì khác biệt đó nha. Nắm giữ một chữ thần hoàn chỉnh. Ngụy thần không biết là bao nhiêu người. Cái loại dược vật cấp bậc này khẳng định là có không ít. Biết ý nghĩ của hắn, Hàn Kiếm Thu giải thích. Vậy người đây là ý tứ. Thông thần điện có rất nhiều sao? Thôi thì cũng đúng. Lần trước 20 viên chính là từ thông thần điện lấy ra được. Số lượng cái loại thuốc này khẳng định vượt qua 6 đại tông môn. Nhưng mà chỉ là hắn cùng với khổng sư đều đã chiến đấu, tổng bộ thông thần điện thì bị nổ rồi. Dù dòng muốn đi, đối phương cũng sẽ không cho. Hử? Ừ. Ta không phải là có lệnh bài của khổng sư đó sao? Quản hắn có đồng ý hay không? Thấy lệnh bài như là thấy điện chủ. Chỉ cần ta muốn, không cho cũng phải cho. Mắt trường huyền sáng rực Trước đó, hắn sử dụng thứ này sợ bị thần điện truy tung, cuối cùng gặp phải vây giết. Hiện tại đã đạt tới ngụy thần cảnh hậu kỳ, thiên hạ trừ cái vị khổng sư kia lại không người nào có thể địch lại. Hắn còn sợ cái gì? Nếu như đối phương thực sự tới ngược đãi, vậy thì tốt rồi, tương đương với tặng lại cái đầu người, đưa ra trang bị. Vậy hiện tại, thông thần điện có thể đi vào hay không? Trương Huyền cười. Vào được. Hắn kiếm thu gật đầu, tuy rằng tầng bộ thông thần điện đã bị hủy đi điện chủ thì chạy trốn nhưng mà thông thần điện giả lập không phải là gặp phá hoại như vậy vẫn có thể truyền lại tin tức tùy thời tiến vào bên trong vậy được ta sẽ qua đó trường huyền thở ra một hơi lấy ra ngọc phù trước đó sử dụng tinh thần khẽ động tiến vào bên trong sử dụng vẫn như cũ chính là ngọc phù tiên quân cảnh hắn đột phá ngụy thần trước mắt mà nói xem như là cơ mật bọn người hàn kiếm thu cũng lại không biết lúc đi ra cũng là lấy thực lực tiên quân đỉnh phong mà gặp người ta lần nữa đến trước đài cổ tay khẽ đảo hắn đưa lệnh bài tới xin chào ta cần một trăm viên nguyên lực đan tuyệt phẩm trương huyền nói một trăm viên sao một vị trưởng lão của thông thần điện cổ co rút tuần tra trong phút chốc rồi nói chỗ chúng ta không có nhiều như vậy đâu chẳng qua có thể nghĩ ra biện pháp từ địa phương khác chuyển hàng trong một ngày chắc là có thể gom góp đủ vậy được trước tiên lấy tới những chỗ các ngươi có đi sau đó còn lại bao nhiêu Một ngày nữa ta sẽ tới lấy Trường Huyền nói Vâng Vị trưởng lão này vội vã lui ra bên ngoài Không đến nửa canh giờ Hắn đưa tới mấy cái bình ngọc Hết thầy là có 30 viên thôi Ừ Trường Huyền thỏa mãn gật đầu Sau đó ý niệm lui ra Bàn tay nhẹ nhàng vút về thông thân ngọc phù Trước đó hắn còn lo lắng khổng sư có thể hủy bỏ quyền hạn này hay không Không nghĩ tới Vẫn còn tác dụng Hắn chắc là bị thương chạy trốn, nghĩ ra biện pháp khôi phục lại thực lực, không quan tâm những sự tình vật vãnh khác. Nhưng mà đoán chừng cũng chỉ có đúng một cơ hội này thôi. Mặc dù đối phương nói một ngày có thể gom góp được 70 viên còn lại, nhưng mà một khi tin tức này truyền tới tổng bộ của thông thần điện, đoán chừng lệnh bài này sẽ hết đi hiệu lực, cũng lại là không cầm được nữa. Dù sao đã là thành đối thủ, con ngu đi chăng nữa thì lại cũng chẳng có khả năng lấy ra đồ vật của mình đi nuôi hắn chứ. Vậy cho nên lần này có bao nhiêu muốn bấy nhiêu Chỉ có thể coi như là mua bán có lời một lần thôi Hết chương Chương 3960 3961 Tế đàn truyền tống Mượn lệnh bài của khổng sư ban cho Lấy tới 30 viên nguyên lực đàn Trương huyền đặc biệt chạy tới Hải vực phía ngoài trục tinh cung Một người đợi chờ chốc lát Thủy Trung không thấy có người nào của thần điện tới giết chết hắn Thực sự là trong lòng thất lạc Trước kia không chỉ là đưa cho hắn đàn dược Mà còn tặng tới rất nhiều đầu người Hiện tại đàn dược không có muốn đưa Mà đầu người cũng lại chẳng đưa luôn à, Cái vị khổng sư này Từ khi bị bản thân mình phát hiện ra cái bộ mặt thật Đã không còn khí độ như trước Sớm biết như vậy Không khoai khoang anh Hùng đi thần điện Lại đợi hơn một canh giờ Lại phát hiện ra quả thực chẳng có mà nào Trương Huyền đành phải lần nữa trở lại trục tinh cung. Trước đó, khổng sư đã nói, hắn bị trần áp mấy ngàn năm, còn không có triệt để khôi phục lại, lại thêm phân ra lực lượng giải phóng thần điện. Vậy cho nên, thực lực chân chính của hắn không phải là yếu đuối như vậy. Nếu như không, sẽ không bị phân thân cùng với các tiên thú liên hợp đánh bại. Nhưng mà chỉ là... ai trần áp hắn chứ? Vị khổng sư này đã từng nói bị trần áp mấy ngàn năm. Thần điện cũng đã bị diệt mất, đủ có thể thấy được chứng minh mạnh mẽ. Thế lực siêu thoát nhất cũng lại không đối phó được, lại có ai có cái loại bản lĩnh như vậy, trực tiếp chân áp hắn đến mấy ngàn năm, đến tận bây giờ mới có thể tỉnh lại được. Suy nghĩ một lát, Thủy Trung không rõ ràng, hắn đành phải không nghĩ nhiều nữa. Vừa được nuốt 30 viên nguyên lực đan tuyệt phẩm, tu vì cách ngụy thần cảnh đỉnh phong chỉ kém đúng một tia, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sôi lên mãnh liệt, Con mắt trường huyền sáng rực, lần nữa hắn lại gọi phân thân ra. Lần này, hai người chiến đấu khó bỏ khó phân, lực lượng của hắn so với phân thân không hề thua kém chút nào, vậy mà lực lượng ngang nhau. Nhưng đây là dưới tình huống hắn không có dùng kiếm pháp. À, rốt cục là mạnh hơn phân thân một chút. trương huyền thở ra một hơi, tràn đầy cảm xúc. Từ khi có phân thân, cùng cấp bậc một mực bị đối phương nghiền ép, cho nên lĩnh ngộ công pháp chân chính thuộc về mình mới coi như là vượt qua được một bậc với hắn. Chính là thời điểm đi ra thần điện. Ra khỏi phòng, Trương Huyền lộ ra tự tin nồng đậm. Cũng nên đi thần điện cứu đỗ thanh diên, giải quyết tất cả ân oán. Còn cái vị đó, đến cùng có phải là khổng sư thật hay không, cũng coi như là có thực lực tới đối mặt. Hơn nữa nghĩ ra biện pháp vạch trần hắn. Tìm đám người triệu nguyệt cùng với giang giao, sau đó để cho ngột thần lấy tế đàn bên trong dị linh tộc ra. Tông chủ à, ta sợ người biết chuyện này thì đối phương khẳng định cũng phải biết vô cùng có khả năng hắn bên trong thần điện mai phục xuống thiên la địa võng Hắn kiếm thu lo lắng đối phương ngay cả tế tự sử dụng ngôn ngữ đặc thù vẫn có thể nắm giữ khẳng định lý giải tế tự vượt qua tất cả mọi người ở chỗ này người có thể biết được trải qua tế tự có thể truyền tống người đi qua vậy thì đối phương làm sao mà không biết có lẽ hắn đã sớm bố trí xong cạm bẫy chờ đợi người qua đó không làm như vậy không cách nào có thể cứu được đỗ thanh diên Ta cũng lại chẳng có khả năng một mực ở chỗ này hao tồn được Trương Huyền lắc đầu Hắn biết điểm đó Nhưng mà để cho hắn một mực hao tồn Đúng là làm không được Mấu chốt nhất là vị khổng sư đó Hắn đã giao thủ qua Không có chuyện để khôi phục Cũng lại cùng với phần thân chiến đấu tương xứng Một khi hắn khôi phục rồi Thì ai có thể thắng được Thực sự tới khi đó Mình bị giết ngược lại Đó là một việc rất nhỏ Người có liên quan Khẳng định không thể nào sống được Mặc kệ là vì điều gì Hiện tại cũng không thể nào lùi bước Không cách nào có thể trùn bước Lão sư, chúng ta muốn đi cùng với ngươi. Đám người triệu nhã đi tới. Không được. Thực lực của các ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu. Những cái bình ngọc này bên trong nắm giữ lực lượng đặc thù đột phá ngụy thần. Tăng thêm tốc độ tu luyện đây. Nếu như các người nắm giữ thực lực ngụy thần, vậy thì có thể giúp được ta. Trường huyền khoát tay áo, hắn không nhiều lời, cầm ngón tay búng ra một cái, khi tức đặc thù bắn tới. Đám người triệu nhã tới thường thường thời gian rất ngắn, dù rằng hiện tại tài nguyên đầy đủ, công pháp cũng lại có, nhưng mà cách Ngụy Thần cảnh thực sự là khoảng cách quá xa. Bây giờ đi thần điện mà nói, cũng lại không nói cách nào có thể trợ giúp được mình, mà vô cùng có khả năng sẽ bị bắt lại, để cho mình khổ sở hơn. Như vậy còn không bằng hãy để cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Biết lão sư lo lắng, đám người chịu nhá không nói thêm, từng người một siết chặt nắm đấm. Lão sư bây giờ mạo hiểm, mà bọn họ thân là đệ tử, lại bởi vì tu vi yếu đuối quá không cách nào có thể làm được. Quả thực chính là sỉ nhục lớn lao Hàn kiếm thu Ta đối với thần chi kiếm ý Thực sự có một chút lĩnh ngộ mới Hiện tại ta sẽ truyền lại cho ngươi An bài xong tất cả đệ tử Trường huyền đột nhiên nghĩ tới một điều Sau đó hắn nhìn về phía hàn kiếm thu Vậy đa tạ tông chủ Hàn kiếm thu ánh mắt sáng lên Những ngày nay hắn cứ một mực nghiên cứu mãi trước đó tông chủ ban cho hắn pháp quyết tu luyện thần chi kiếm ý khoảng cách đột phá chỉ kém đúng một tia nếu như bây giờ có lĩnh ngộ mới có lẽ có thể dùng hội quán thông lại trực tiếp đột phá một khi lĩnh ngộ ra thần chi kiếm ý dựa vào thực lực của ngụy thần cảnh coi như không cách nào có thể khôi phục lại vinh quang của tiên tổ nhưng mà lần nữa đối mặt với thông thần điện thần điện cũng lại khẳng định không bị động giống như bây giờ nhưng chẳng qua bộ kiếm pháp đó là ta một mình lý giải đã cùng với thần chi kiếm ý bên trong tông môn hơi có một chút sai biệt nhất định. Muốn học tập, trước tiên cần phải bái nhập môn hạ của ta, thu người làm đệ tử giang bài. Vậy không biết là hàn trưởng lão đây người có nguyện ý hay không? Trần trừ, Trương Huyền nói. Hắn cũng không phải là muốn làm nhục đối phương mà là nhìn xem có thể ngưng luyện ra thiên đạo chi thư nữa hay không. Đã chuẩn bị đi thần điện rồi, dù rằng tu vi của hắn tiến bộ nhưng mà đối mặt với cái vị khổng sư đó chẳng có nửa điểm tự tin nếu như có một hoặc là hai cái thiên đạo chi thư mà nói, khẳng định sẽ không bị động như vậy. Chỉ cần thu đồ, làm cho đối phương thật tâm thật ý cảm ơn mình, liền đã có thể sinh ra, không nhất định cần phải làm đệ tử thân truyền. Vậy cũng được. Sửng sốt, hàn kiếm thu gật đầu. Có không ít cường giả có quy củ không phải là môn nhân thì không truyền. Thần chi kiếm ý, ảo diệu vô song, cho dù là đối phương chính là tông chủ của mình, không muốn truyền cái này ra ngoài cũng là hiện tượng rất bình thường. Chỉ là một vị học sinh để giảng bài mà thôi, đối với hắn mà nói đâu tính là gì. Thấy hắn đồng ý, ngón tay trường Huyền điểm ra một cái. Lý giải kiếm đạo lập tức đi vào bên trong đầu đối phương. Tay cầm trường kiếm không ngừng run lên, không biết bao nhiêu lâu sau, trong cơ thể hắn kiếm thu có một âm thanh thủy tinh nghiền nát vang lên. Ngay sau đó, lực lượng toàn thân âm ầm nổ tung, tựa như cả người biến thành một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh lùng lĩnh ngộ của ta Con mắt hắn đỏ thấm vì lĩnh ngộ ra chiêu kiếm ý này hắn đã hao tốn không có dưới trăm năm khổ tu nhưng đáng tiếc là chẳng thành công được không nghĩ tới cuối cùng trong nháy mắt hoàn thành đa tả lão sư Hắn kiếm thu quỳ xuống đất vẻ mặt đầy sự cung kính thấy bộ dạng này của hắn trương huyền thở ra một hơi tinh thần đi vào bên trong thư viện chờ đợi trong giây lát cũng lại chẳng phát hiện ra thiên đạo chi thư xuất hiện hắn nhịn không được nhăn mày Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần thu đồ, hơn nữa thu được đối phương chân chính cảm ơn lại có thể sinh ra thiên đạo chi thư. Nhưng mà tại sao hết lần này tới lần khác, lần này lại duy nhất mất linh? Không lẽ Hàn Kiếm Thu không phải là chân chính cảm ơn mình? Được rồi, đứng dậy đi. Biết không cách nào có thể hỏi được điều này, hắn nâng đối phương dậy, nhìn về phía Giang Dao, Tần Nguyên và khôi hiểu. Phương pháp giống nhau, bản thân lý giải đối với tu luyện, thuần thú và võ kỹ truyền thụ đi qua ba người này cũng nhận ra được chỗ tốt rất lớn tu vi bị giam cầm đánh vỡ cũng xưng hô lão sư nhưng mà chỉ có mỗi giang giao hình thành thiên đạo chi thư hmm. xem ra cái gọi là cảm kích không riêng gì bên trong sâu nội tâm mà còn quan hệ đến trình độ khát vọng nữa trương huyền thở ra một hơi Đám người hàn kiếm thu, khôi hiệu, tần nguyên, dù rằng cũng là cảm ơn mình, nhưng mà bản thân bọn họ, hắn là tông chủ, càng là cường giả ngụy thần cảnh. Coi như cảm ơn cũng sẽ không thể nào quá kích động được giống như mời một đầu bếp ăn một bữa cơm, đối phương chưa chắc sẽ đặc biệt cảm ơn mình, nhưng mà trong một hài đồng một cái kẹo que thôi, nó đã cảm thấy người chính là người tốt nhất trong thiên hạ. Trải qua càng nhiều, đối với nhu cầu sẽ càng đạm bạc. Bản thân Giang Giao không phải là tông chủ, lại cùng với Trương Huyền trải qua hãm không chi thành, suýt một chút nữa thì chết. Lần nữa ban cho công pháp tu luyện, tương đương với một cộng dâm dạ cuối cùng đè chết con lạc đà, trong lòng lại cảm ơn, có thể tưởng tượng ra được còn bên trong danh sư đại lục đạt được thiên đạo chi thư tương đối dễ dàng chắc là do văn hóa sư đạo truyền thừa hun đúc đến vài vạn năm người người đối với lão sư phải phát ra kính trọng từ nội tâm mình chỉ cần bái sư nhất định thật tâm thật ý nhưng bên trong thượng thường dù rằng cũng là tôn sư trọng đạo nhưng mà so sánh với danh sư đường nắm giữ danh sư đại lục thực sự là kém cả một đoạn xa ừ. cảm kích cũng là một loại tình cảm trương huyền cảm khái hắn đã sớm biết thiên đạo chi thư hình thành ra sao nhưng mà vẫn chẳng quá để ý sớm biết như vậy có lẽ đã sớm có thể sáng chế ra thiên nhược hữu tình không đến mức độ một mực vây bên trong tiên quân cảnh hơn nửa tháng ừ, được rồi bắt đầu đi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa trương huyền không muốn nói nhiều kèm theo đồ vật tế tự thiêu đốt tế đàn cách đó không xa lơ lửng tỏa ra khí tức để cho người ta ngưng thở ngột thần ngâm sướng ngôn ngữ đặc thù hỏa diễm nóng rực lên không gian trước mắt không ngừng vặn vẹo Giống như là đột nhiên xuất hiện một cánh cửa Lão sư Không bằng cứ để ta đi qua đó nhìn một chút Nếu như mà có chút nguy hiểm nào đó Sau đó chúng ta sẽ quay lại bàn bạc kỹ hơn Hàn kiếm thu vội vã đi tới trước mặt hắn Hay là để ta tới đi Mặc dù thực lực của ta không có bằng ngươi Nhưng mà thủ đoạn bảo mệnh của ta Lại có rất nhiều đó Khôi hiểu trường lão yêu cầu Thấy hai người này cứ sốt ruột Trương Huyền cười cười Không cần đâu ta sẽ đi qua đó trước, mặc kệ là nguy hiểm hay không. Các người cứ theo sau ta vậy là tốt rồi. Coi như đối diện là thần điện, chúng ta cũng phải xông qua đó một lần. Mọi người nhiệt huyết sôi lên. Xông vào bên trong thần điện, vài ngàn năm trước các tiền bối thành công đi qua, có lẽ lần này lại có hy vọng. Chẳng qua, mặc kệ thành công hay không, thần điện đã lộ ra nanh vuốt sắc bén, như vậy sáu đại tông môn cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt được. Vì tông môn truyền thừa mấy ngàn năm, cũng phải dũng cảm quên mình bước ra một bước đi tới trước cửa thân thể trương huyền khẽ động thẳng tắp tiến vào bên trong không gian trước mắt hiện ra vạn vẹo hắn nhẹ nhàng cười sau đó thả ra phân thân bản thân hắn lần nữa đi vào bên trong chữ vật giới chỉ cũng giống như những người khác nói thần điện nguy cơ trùng trùng vô số khả năng đã bố trí chính là thiên la địa võng phân thân có thân thể bất tử vào tới phía trước đúng là thích hợp nhất tiền lực vận chuyển hắn bước ra một bước phân thân từ bên trong không gian chui ra Ừ. Đây là chỗ nào vậy? Xuất hiện ở trước mắt không phải là thần điện trước đó được nhìn thấy, cũng không phải là tổng bộ thông thần điện bị nổ bị hủy đi, mà là một thông đạo rất hẹp và dài, lan tràn vào bên trong hư không, không nhìn thấy điểm cuối. Tế đàn hắn chuyển tống tới là ngay ở dưới chân. Hết chương. Chương 3962-3963, phần thần không được đi vào. không có nguy hiểm gì. Một thân ảnh tương đồng xuất hiện trước phần thần. Vậy mà còn tưởng là truyền tống tới, liền sẽ gặp phải vô số ngụy thần vây công. Không nghĩ tới, nửa cái bóng người cũng không có. Chẳng qua, nơi này hơi có chút cổ quái. Thoạt nhìn không có ai, ngược lại càng để cho người ta bất an hơn. Từ trên tế đàn nhảy xuống, vừa định chờ đợi đám người khô hiểu xuyên qua. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn vội vã bắt về phía trước. Bàn tay còn không chạm đến tế đàn, có một đạo kiếm mang từ dưới đất bắn tới. Lực lượng cuồng bạo bao phủ, tế đàn chịu đựng không được, lại nổ vỡ vụn ra thành mấy khối. Ánh sáng lóng lánh, bởi vì tế đàn nhìn nát mà ngưng hẳn, cổng không gian đã biến mất tại chỗ. Ngột thần phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vàng như nến, thân thể không ngừng run lên. Sao vậy? Thấy bộ dạng của hắn, đám người khôi hiểu vội vã nhìn qua. Có người ra tay làm hỏng tế đàn, triệt để cắt đứt liên hệ trường sư không về được vẻ mặt ngột thần trắng bệch người người nói sao không về được là có ý tứ gì mọi người ngẩn ra tế đàn của trục tinh cung chỉ có đúng một cái thôi bị phá hư mất thông đạo đi vào bên trong thần điện sẽ triệt để bị phá hoại coi như chúng ta muốn đi cứu người cũng lại làm không được cùng lý đối phương cũng không cách nào có thể thông qua thông đạo mà trở về cái gì chứ? Mọi người không ngừng run lên. Đám người chịu nhá con mắt đồng thời đỏ lên. Lão sư không về được, lại là có nguy hiểm gì không? Nếu là tại chúng ta, thực lực là không đủ. Nếu như không lão sư chắc chắn sẽ không có loại nguy hiểm như vậy. Màu chóng tăng lên thực lực và lên giúp lão sư. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt họ lộ ra vẻ kiên định. Nhìn tế đàn bị đánh nát trước mắt, nắm đấm trường huyền siết chặt không phải là hắn phản ứng không đủ nhanh mà là đối phương đã sớm ở dưới tế đàn lưu lại một trận pháp chỉ cần mình đi qua trận pháp này sẽ tự khởi động tự động hủy diệt nó triệt để phá hủy đi đường lùi nói cách khác từ giờ trở đi mà kệ đối phương bố trí xuống tử cục gì cũng chỉ có thể đúng một mình ứng đối không cách nào có thể trở về được người không phải vẫn muốn thư viện của ta sao nếu như không còn tế đàn người làm sao có thể tế tự tâm cảnh vận chuyển nội tâm không một chút nào rung động Trương Huyền ngẩng đầu nhìn quanh, trầm giọng nói. Đối phương phái ra đám người phù trầm tử bắt đối thanh diên công chủ là vì đúng thứ này mà tới. Bố cục bao nhiêu lâu như vậy, giờ phút này lại tiện tay phá hủy, nghĩ lại cũng chẳng dám nghĩ tới. Không lẽ đối phương đã không còn muốn thư viện của hắn? Âm thanh quanh quẩn, chờ đợi giây lát, không có bất cứ câu trả lời nào. Vị khổng sư đó hình như căn bản không có ở chỗ này. Không biết đối phương đến tụi cùng là muốn làm gì và lại có mục đích ra sao, cảm giác hơi có chút âm mưu nhưng mà lại không thể nào không vào Trường huyền nhíu mày nhấc chân đi thẳng về phía trước phần thân của hắn theo sát phía sau thông đạo không dài không đi quá xa có một đại điện rộng lớn xuất hiện phía trước khác biệt với thần điện trước đó trông thấy càng thêm hùng vĩ và đồ sộ chấn áp bên trong một vòng xoáy khí lưu to lớn triệt để phủ kín một tia lực lượng cũng lại thấu không ra trường huyền cao mày cảnh tượng trước mắt giống như miệng một vòng xoáy bị một cái tàu thủy vạn tấn che chắn bốn phía nổi lên gợn sóng thủy chung không cách nào có thể dung chuyển mảy may cung điện này đúng là như vậy luồng khí xoáy màu đen tựa như thông hướng hắc ám không biết tên khiến cho người ta run sợ lại bị cung điện trước mặt chấn áp tựa như van ngăn chặn lại dòng nước một cái nắp của miệng bình sau khi tế đàn nổ nát đằng sau đã chẳng còn đường lùi hắn chỉ có thể tiến tới mặc kệ đây là âm mưu gì cũng chỉ có thể tiến vào bên trong tìm ra đáp án một mực đứng bên ngoài khẳng định không thể nào giải quyết cùng với phần thân đi tới của đại điện hai cây cột to lớn cắm vào bên trong hư không tự như đóng cả cung điện ở chỗ này để cho nó không theo gợn sóng mà lưu động lồng mày nhíu một cái mình lý chỉ nhãn vận chuyển hắn liếc mắt nhìn thấy cây cột vũ khí ngụy thần cấp sao trong lòng trương huyền chấn động hai cây cột đá vậy mà đều đạt tới ngụy thần cấp đồng thường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn ra một cái kiếm khí gào thét không gian bị đánh nát rồi vào trên cây cột lấp lánh ra những tia lửa một điểm dấu vết cũng không hề lưu lại một cây cột mà lợi hại như vậy thôi đây rốt cục là chỗ nào ánh mắt trương huyền run lên đây chỉ là một cây cột phổ thông dùng hết lực lượng toàn thân cũng lại chém không phá cây cùng điện này so với thần điện trước đó chỉ sợ mạnh hơn chứ không yếu cửa chính đại điện không khóa cũng lại không đóng trương huyền nhấc chân đi vào người tại sao lại không đi hắn quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện ra phân thân không hề đuổi theo mình trương huyền nhíu mày à, ta là không qua được phân thân tiến về phía trước một bước ngay sau đó cảm thấy áp lực đặc thù kéo tới kìm lòng không được lùi về phía sau tiếp tục tiến lên sau đó lại lùi về phía sau giống như trước cửa đại điện có một bình phong vô hình ngăn chặn hắn không để cho hắn đi vào Sao chứ? Không qua được. Trương Huyền lùi về phía sau hai bước, đi tới địa phương phân thân bị ngăn chặn, đưa tay sở qua. Đây là trống không, chẳng có gì hết. Nhưng mà phân thân muốn tiến lên, lại thủy chung không có bất cứ biện pháp nào. Được rồi, người vào bên trong chữ vật giới chỉ đi. Trương Huyền vẫy tay, thu phân thân vào bên trong nhẫn. Quay người lại đi vào, lần nữa đi tới trước mặt bình chướng, phân thân lại bất ngờ xuất hiện, rơi ra bên ngoài. Trương Huyền sững sờ. hắn giấu bên trong chữ vật giới chỉ mà cũng bị đuổi ra. Cái bình chướng này không hề nhìn thấy, tại sao lại bá đạo như vậy? Được rồi, người đã không vào được, vậy thì cứ chờ ta ở chỗ này. Thử thêm vài lần, đủ những loại phương pháp đều dùng qua, phần thân đều không cách nào có thể đi vào được, Trương Huyền đành phải bàn giao với hắn. Xem ra, đối phương lại biết phân thân của ta rất mạnh, không biết dùng phương pháp thế nào mà hạn chế đi lại của hắn. Trong lòng Trương Huyền âm thầm cảnh giác, Trước đó, vị khổng sư kia cho dù rất lợi hại, nhưng mà ngay cả phân thân cũng đánh cho khó bỏ khó phân. Đoán chừng hắn đã nhìn ra được thực lực, không biết dùng thủ đoạn như thế nào để cho bản tôn của mình đơn độc đi vào đây. Nói như vậy, bên trong đó chắc chắn có nguy hiểm. Vậy thì vào hay không? Bàn tay nắm chặt đồng thường kiếm, Trường Huyền hít sâu một hơi. Không có nói trước đường lui đã bị phá hỏng, chỉ nói tu vi đã đột phá ngụy thần, không dám đối mặt với vị khổng sư đó, nói gì về sáu phá vỡ không gian đi vào bên trong thần giới đều chỉ là mơ mộng hão huyền tu luyện giả tâm cảnh cực kỳ quan trọng không sợ hãi mới có thể thẳng tiến không lùi chỉ sợ đối phương cố ý để phân thân không cách nào có thể vào được chính là để cho bản thân hắn một cái tâm lý chiến dù sao sinh mệnh chỉ có đúng một bản tôn đã gặp nguy hiểm rồi chắc chắn phải chết thật dứt bỏ tâm tình tiêu cực trương huyền nhất chân đi vào bên trong đại điện đã quyết định cái khác đối với hắn mà nói chẳng tính là gì hết trong cung điện là một mảnh đen kịt cái gì lại cũng không nhìn thấy trước mắt chỉ là hắc ám tựa như xâm nhập vào bên trong giác quan và tinh thần cho dù minh lý chi nhán cũng không thể nào nhìn thấu được rồi đó ta đã đi vào đây muốn giết chết ta vậy thì động thủ đi tay cầm trường kiếm trương huyền nhìn quanh tứ phía âm thanh khuấy động đầu đầu cũng lại có tiếng vang lại nhưng mà chẳng có bất cứ cái gì trả lời Lùi về phía sau vài bước Sống lưng Trương Huyền phát lạnh Ngay sau đó nhíu mày Vừa rồi từ cửa chính đi vào Cũng chỉ đi được vài bước Vậy mà cửa phía sau đã không còn thấy Nói cách khác chỉ sợ đã lâm vào bên trong một trận pháp cổ quái nào đó Chỗ thiếu hụt Bàn tay rơi vào trên vách tường sau lưng Nhẹ nhàng sờ ra một cái Mặc kệ đây là trận pháp gì Cái gì mà cổ quái chỉ cần thư viện vẫn còn đây Chắc chắn có thể dò xét ra kết quả Có một tiếng kêu khẽ Trong đầu không có thư tịch gì xuất hiện Sao? Nơi này ngăn cách với thiên đạo Sắc mặt trường huyền tái mét Xem ra rõ ràng là thủ đoạn của vị khổng sư đó Không thể nào nghi ngờ Sự tình bản thân hắn nắm giữ thiên đạo có thiếu Trừ hắn và lạc nhược hy Không ai biết được Trước hết để cho phân thân không cách nào có thể đi vào Sau đó lại ngăn cách thiên đạo Để thư viện không thể nào sử dụng thậm chí mình lý trí nhãn cũng không thể nào dùng. Đối phương là muốn mình thành một kẻ mù, tươi sống mà chém giết. Mắt không thể nào dùng được, thần thức không cách nào có thể dò xét. Vậy, chỉ có thể lắng nghe. Trong lòng căng thẳng, nhưng không hề hoảng hốt, Trương Huyền nhắm mắt lại, hắn dùng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Ở nơi xa, truyền tới những âm thanh của giọt nước. Qua đó, trường kiếm lắc một cái có một đạo kiếm khí thẳng tắp đâm tới phía đó giọt nước rơi vào biển cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không hề thấy đang nghi ngờ âm thanh của khổng sư vang lên trước khi giọt nước nhỏ sạch đi ra gian phòng này rời khỏi chỗ này rời khỏi đấy Trường huyền cao mày đối phương không phải là cố ý lừa gạt mình tới sao Vậy tại sao lại muốn mình rời đi? Tế đàn đã bị hủy rồi. Có rời khỏi nơi này hay không? Ngược lại, cũng là một mực bị vây chết. Vậy cho nên, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn mà làm. Tìm đối phương cứu lấy. Sau đó, thả ra đỗ công chủ. Hít sâu một hơi, Trương Huyền rõ ràng âm mưu của đối phương. Hiện tại coi như hắn ra ngoài, cũng không cách nào có thể rời đi. Chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tiếp tục tiến tới. Mặc kệ mục đích là gì, Toàn bộ sẽ bị phá vỡ, chắc chắn có thể nhìn thấy được đối phương. Cái gì cũng lại không nhìn thấy, không công kích, chắc chắn đây là một khốn trận. Xác định ý nghĩ, không làm những chuyện vô ích, trong lòng Trương Huyền suy nghĩ thật kỹ. Cái gì lại cũng không nhìn thấy, ngăn cách thần thức cùng với tinh thần, thậm chí ngay cả thư viện cũng không thể nào sử dụng, trong điện khẳng định là một khốn trận vượt quá mức tưởng tượng. Nếu như loại trận pháp linh khí bốn phía nhất định không thể nào tương đồng. Chỉ cần tìm ra được quy luật linh khí, xác định ra vị trí trận tâm, trận kỳ, phá giải nó chắc là đơn giản. Phương pháp phá trận xuất hiện trong lòng, Trương Huyền cẩn thận cảm ứng. Trận pháp phải có trận kỳ và trận tâm tồn tại, linh khí nhất định không phải là phân phối bình quân. Chỉ cần tìm ra được quy luật trong đó, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Đây là thủ đoạn phá trận cơ sở nhất. Thân là trận pháp sư mạnh mẽ nhất của giang sư đại lục, hắn đã sớm xe nhạy đường quen. Khoan đã, không đúng Linh khí ở chỗ này hình như hoàn toàn tương đồng Cảm ứng qua, hắn phát hiện ra linh khí bốn phía như vậy mà độ dày hoàn toàn tương đồng Không có một điểm nào bất công Trường huyền nhịn không được xứng người Sau đó tiếp tục tiến về phía trước hai bước Hắn cảm ứng lại, độ dày linh khí vẫn rất tương đồng Trái phải mỗi bên hắn đi vài bước cũng vẫn tương đồng Không lẽ nơi này không trận tâm và không trận ký Không thể nào chỉ cần là trận pháp Phải có thứ đó tồn tại Hắn lấy ra một cái la bàn Xuất hiện trong lòng bàn tay Tuy rằng không nhìn thấy kim đồng hồ phía trên Nhưng hắn cầm trong tay Chỉ cần kim đồng hồ động đậy Hắn vẫn có thể cảm ứng ra được phương hướng và lực lượng Hết chương. trường chương Chương 3964-3965 Thiền đạo trụy pháp trong cảm ứng kim đồng hồ không ngừng xoay tròn thủy chung không cách nào có thể ngừng lại loại tình huống đó không phải là linh khí quá loạn thì chính là quá mức ổn định độ dày linh khí trên dưới xung quanh hoàn toàn tương đồng linh khí giống như dòng nước nước giếng cạn có thể làm ra được yên tĩnh không gợn sóng nhưng mà chỉ cần có người hoặc là vật đi vào tất nhiên sinh ra gợn sóng từng đạo ý niệm lóe sáng tự như hắn khuấy động ra những tia lửa linh khí trước mắt ta đi vào nhưng mà không thay đổi mảy may chỉ có thể nói rõ được một điểm hoặc là linh khí chỗ này quá mức quỷ dị không phù hợp với lẽ thường hoặc là cảm ứng linh khí là sai khốn trận này để cho người ta một loại ảo giác tu luyện giả ngay cả linh khí phân biệt không ra tuy rằng chưa từng thấy qua loại trận pháp đó nhưng mà bên trong danh sư đại lục thường thường đã đọc qua vô số thử tịch liên quan đến trận pháp tất cả hiện ra trong óc sự tình người khác không thể nào lý giải nhưng mà trước mặt hắn không quá mức phức tạp phong bế lục thức. Rõ ràng hiệu quả lớn nhất của khốn trận chính là ảnh hưởng tới giác quan của tu luyện giả. Hai mắt Trương Huyền nhắm nghiền, hơi chuyển động ý nghĩ, phong bế lục thức. Trong tích tắc, hắn giống như đi vào bên trong một vị trí hắc ám. Không thấy, không nghe, thậm chí tinh thần cũng lầm vào bên trong ngủ say. An tính trong phút chốc, phản phất như nhìn thấy một chỗ nước giò dì xuất hiện trong tầm mắt. Chỗ nước giò dì đó không lớn, dòng nước bên trong từng giọt rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tí tách. Chính là chỗ này Hắn hồ lên Trương Huyền không động đậy Trong đàn điền có một tiếng kiếm reo vang lên Thần chi kiếm ý cùng với thân thể dung hợp bỗng nhiên nhảy ra Nhẹ nhàng vụt qua Hóa thành thiên địa cự kiếm dò xét xuống Màn sân khấu bị đánh rơi Quang Minh chính đại lần nữa trở lại tầm mắt Trương Huyền mở mắt ra Quả nhìn thấy cùng điện trước đó đưa tay không thấy được năm ngón, vô số bó đuốc cháy rừng rực, chiếu rọi giống như ban ngày. À, cái khốn trận này... Quả nhiên chính là vây khốn nội tâm. Trương Huyền thở ra một hơi. Cuối cùng đã thành công được. Loại trận pháp đó triệt để vây khốn người ta. Cho dù chính là linh hồn cũng không cách nào có thể chạy ra bên ngoài. Muốn phá giải nó chỉ có đúng một phương pháp. Nhìn thấy, nghe được, thần thức dò xét đều không thể nào tin. Phong bế lục thức cùng với nội tâm cảm ứng. Cùng trận pháp bình thường không có liên quan gì quá nhiều. Chỉ cần tâm linh tinh thuần hơn nữa tâm cảnh mạnh mẽ liền đã có thể rất nhanh phát hiện hơn nữa loại bỏ đi nói cách khác người bị nhốt dù rằng đối với trận pháp một chữ bẻ đôi không biết vẫn có thể giống như hắn thành công phá trận trong một phần mười thời gian quy định phá vỡ chu tâm trận tu vi cùng với tâm cảnh đúng là không tệ đâu người có từ cách tiến vào bên trong tầng hai âm thanh khổng sư tiếp tục vang lên sau đó có một thang đá bất ngờ xuất hiện Chu tâm trận Có tư cách Người đang là muốn làm gì Trương huyền tràn đầy hồ đồ Vốn cho rằng nếu như đối phương đã đoán ra được Bản thân mình sẽ thông qua tế đàn truyền tống tới Khẳng định phải sớm làm ra sự chuẩn bị Mai phục vô số ngụy thần mà chém giết Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đây lại là trận pháp Sau đó tầng 2 Cái tên này rốt cục là đang dở cho quỷ gì Bốn phía yên tĩnh Không ai trả lời hắn Trường huyền hít sâu một hơi sau đó nhấc chân bước tiếp bước lên bậc thang đầu tiên lập tức cảm thấy có một cỗ uy áp đặc thù nghiền ép tới Tựa hồ muốn bài xích linh hồn của hắn từ bên trong thân thể ra bên ngoài cái này là chắc do thần linh mang tới lồng mại dương lên trương huyền tiếp tục tiến lực lượng trước mắt để cho người ta từ sâu bên trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực giống như huyết mạch bị áp chế tựa như một người bình thường nhìn thấy hổ sẽ kìm lòng không được mà run chân nỗi sợ từ sâu trong linh hồn không cách nào có thể bỏ đi không cách nào có thể từ chối bất quá đối với hắn mà nói vẫn phải tiến tới mặt dây chuyển phát ra khí tức ấm áp áp lực nhất thời tiêu tán không thấy hình dạng trường huyền chậm rãi tiến lên rất mau đi tới tầng hai đồng dạng đây là một cung điện rất rộng trên mặt tường bốn phía treo đến tám bức tranh diện bố cục bát quái phảng phất như là chấn áp cái gì đó trường huyền nhìn qua bên trên những bức tranh vẽ lấy tám người có người tay cầm trường kiếm có người tay cầm trường đao có người cầm roi sắt có người cầm chủy sắt hình dạng khác biệt vẫn còn chưa tới trước mặt liền cảm thấy áp bách xuyên thấu qua tranh vẽ nghiền ép đến bên trên người cho người ta một loại cảm giác phong mang trình độ thư họa không cao nhưng mà người vẽ tranh lại thực lực rất mạnh tuy chỉ là một vài bút đơn giản lại hòa thân vận của họa sĩ vào bên trong ngụy thần định phong cũng không thể nào chống lại Trương Huyền ở bên trong danh sư đại lục đã đạt tới thư họa sư cửu tinh, lý giải thư họa không nói có thể so sánh với khổng sư, nhưng khẳng định cũng không cách biệt quá xa được. Những bức tranh trước mắt, bút tích thì đơn giản, họa phong thì thô giáp. Bên trong danh sư đại lục, thư họa sư tam tinh bình thường vẫn có thể vẽ ra được, nhưng mà trong đó ẩn chứa thần vận và lực lượng, cũng không phải là thư họa sư bình thường có thể hoàn thành. Thậm chí xem như chính hắn cũng chưa chắc đã có thể làm được đến mức đó. Không lẽ thần linh tự mình cầm bút sao? chỉ sợ chỉ có thần linh tự mình vẽ tranh mới có thể ẩn chứa được lực lượng cường đại như vậy bên trong những trang giấy bình thường để nó ở chỗ này bao nhiêu năm trời vẫn lại uy lực cường đại như vậy tám bức tranh trong đó sáu bức màu sắc rực rỡ một bức trở nên ảm đạm cứ giống như ảnh đen trắng một bộ khác đã mất đi một nửa màu sắc giờ giờ ương ương cô không biết là khi trước chưa kịp vẽ màu hay là nguyên nhân gì khác nhìn một hồi không tìm được đầu mối hữu dụng gì cũng lại không đợi được âm thanh của khổng sư tiếp tục vang tới Trương Huyền đành phải đi vào trước một bức tranh. Muốn rời đi, khẳng định liên quan đến những hình vẽ này, nhất định phải nghĩ ra phương pháp giải quyết huyền bí trong đó. Bức tranh trước mặt là một tráng hán cao lớn, tay cầm cái chùy sắt, lực lượng cường đại. Mang theo trần trừ, ngón tay lại đưa tới, đụng ra một cái. Cả người biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một vùng hoang dã, bát ngát. Nơi này, toàn thân hắn đã trở nên đen trắng, không có cỏ xanh, không có thảm thực vật cũng lại chẳng có bức tường tựa như trong mộng hư ảo động thủ đây trương huyền ngẩng đầu nhìn thấy người trong bức họa vừa rồi tay của hắn đang cầm hai cái chủy sắt to lớn lạnh lùng nhìn qua ấy ta đây là đi vào bên trong bức tranh sao trương huyền ngẩn người vị này chính là người trong bức họa không nghĩ tới đụng chạm bản thân cũng đi vào bên trong bức tranh thành một bộ phận trong số đó Vậy người nói Tại sao ta lại phải động thủ Thấy người đối diện cứ đằng đằng sát khí Trương Huyền cao mày Mình cũng không biết tại sao sẽ đi vào bên trong bức tranh này Động thủ sao Lại phải động thủ Không động thủ Vậy thì sẽ bị vây ở chỗ này Đừng nghĩ đi ra ngoài Tráng hán tay cầm song chùy Mặc kệ hắn có đồng ý hay không Chỉ sát múa ra tiếng gió nghiền ép xuống Vẫn còn chưa đến trước mặt Toàn thân Trương Huyền đã cứng đơ Trên đầu toát ra đầy mồ hôi lạnh thực lực của người bên trong bức họa vậy mà vượt qua ngụy thần cảnh đình phong trước đó tự bạo thậm chí so với khổng sư mạnh hơn chứ không yếu thần linh trong nháy mắt hắn đã hiểu ra người trước mắt này cho dù không phải là thần linh chân chính cũng không thể nào thua kém bàn tay giơ lên vừa định tế ra trường kiếm lúc này hắn mới phát hiện chữ vật giới chỉ cùng với tinh thần đã mất đi liên hệ lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào nhiều ra hơn hai thanh chủy soát cũng giống như đối phương y như đúc không nghĩ tới trong bức tranh có hạn chế về vũ khí ra mà trương huyền co quắp vẻ mặt khó coi ta đâu có chuyên môn tu luyện qua các loại binh khí trùy sắt này hắn luyện qua kiếm pháp thương pháp đao pháp nhưng mà chưa hề tiếp xúc qua với trùy sắt không hề sử dụng qua loại ý nghĩ này vẫn còn chưa hiện ra trong óc thì đối phương đã đi đến trước mặt hắn trùy sắt xen lẫn âm thanh nổ to phá không mà đi xuống trùy sắt tấn công lực lượng của nó rất quan trọng chiều số không nhẹ nhàng như là kiếm pháp nhưng lại cho người ta cảm giác không thể nào không ngăn chặn mà không cách nào có thể ngăn chặn được lùi về phía sau một bước tránh thoát ra được công kích trong lòng trương huyền đầy sự lo lắng à, chỉ có thể bây giờ đi học thôi phương pháp chiến đấu như vậy dù rằng hiện tại hắn không biết nhưng mà từ danh sư đại lục đến thượng thương bí tịch liên quan đến cái loại võ kỹ như vậy nhìn không biết là bao nhiêu cho tới bây giờ dự trữ hết bên trong thư viện không có học tập qua mà thôi trong tranh chỉ có thể sử dụng thứ này Không bằng ấy học tập thoáng qua một cái đi Chính xác Tất cả bí tịch liên quan đến trùy sát hội tụ trùng một chỗ Tinh thần khẽ động Có một bản thư tịch mới tinh xuất hiện trước mặt Nhẹ nhàng điểm ra một cái Kiến thức chảy vào trong đầu Tuy rằng thường xuyên dùng thư viện sẽ sinh ra khí thể màu đen Nhưng mà thời khắc rất nguy cấp Không thể nào lo lắng được quá nhiều như vậy Những cái đó Về sau có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết bây giờ không cần mà nói, làm không cẩn thận sẽ bị kẻ trước mắt này đập chết mất. Phong tỏa thiên đạo ở chỗ này chỉ là không cách nào có thể dò xét vật phẩm khác thiếu hụt mà thôi. Thư tịch ẩn chứa bên trong, muốn hình thành công pháp chính xác vẫn quá dễ. Một bên né tránh, một bên học tập. Vài hơi thở sau, thiên đạo trùy pháp nội dung quán thông biến thành kiến thức của hắn. Sau khi tìm hiểu trùy pháp, khi tức ở trên người trương huyền đột nhiên biến đổi, cả người giống như biến thành trường kiếm ra khỏi vỏ trong sắc bén mang theo lạnh lùng Chỉ sắt cùng với chùy sắt va chạm gàm bàn tay của trương huyền lại hơi tây nhưng bất quá đối phương cũng không chiếm được thế tiện nghi tấn công cũng lại chẳng thể nào nhanh chóng như vậy đánh xuống như vậy chân khí hào hết cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng được nhất định là phải nghĩ ra biện pháp khác dù rằng đối phương chỉ là một nhân vật trong tranh nhưng mà lực lượng có thể so với thần linh sau khi tấn cấp hắn có thể chống lại được nhưng bây giờ muốn chiến thắng không thể nào dễ như hắn nói ngược lại một mực tiếp tục sẽ bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều mà thất bại dù sao người trong tranh chỉ cần vẫn bên trong bức họa đó sẽ giống như động cơ vĩnh cửu lực lượng của hắn là vô cùng vô tận bản thân mình thì không giống như vậy tích lũy mạnh mẽ hơn cũng sẽ có thời điểm tiêu hao hầu như không còn gì Trùy pháp của đối phương so với thiên đạo trùy pháp của ta chắc chắn là cao minh hơn. Nếu như có thể hòa vào võ ký của ta, chắc là có thể chiến thắng được. có một ý nghĩ xông ra, tuy rằng hắn học tập thiên đạo trừ pháp có thể so sánh với đối phương nhưng mà vẫn kém rất nhiều. muốn chiến thắng không thể nào đơn giản, trừ phi triệt để học được chiều số của đối phương, sau đó dùng hợp hai thứ lại sáng chế ra võ kỹ cường đại hơn của mình. nghĩ đến điều này trương huyền không do dự vội vã nhìn sang. trừ sát của đối phương tiếp tục nghiền ép trương huyền ghi nhớ mỗi một chiêu số, liên tục chiến đấu trăm chiêu lông mày nhíu một cái ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái ừ? Chủy pháp của hắn Hết thầy chỉ có 12 chiêu Chiêu số khác như vậy Mà đều là những chiêu này thuê biến và diễn hóa ra Trường 3966 3967 Cùng khổng sư đối chiến Chiêu số của đối phương thoạt nhìn dườm rà phức tạp Trên thực tế tới tới lui lui Hết thầy chỉ có 12 chiêu Giống như thiên đạo kiếm pháp của hắn, thực tế chỉ có đúng một chiêu, nhưng mà cùng với người ta chiến đấu ngàn chiêu mà không tái diễn, tất cả đều chỉ là diễn hóa. Trọng ý không trọng hình, ý tại chiêu thức tại. Trong đầu thôi diễn 12 chiêu đó một lần, trương huyền vài, phần kinh ngạc. Chỉ pháp này, vậy mà giống như trước đó tu luyện lăng vân kiếm thần quyết, chia ra làm 12 chiêu, cũng cần phải có trình tự nhất định mới được. Chính xác. Chiêu số đi vào trong ốc, đã có thể muộn nhờ thư viện. Tinh thần khế động, Thiên đạo chỉ pháp dung hợp 12 chiêu, trình tự chính xác đã xuất hiện. Lực lượng trong cơ thể dựa theo trình tự đó vận chuyển, không ngừng run rẩy. Chỉ cần vận chuyển hai lần, liền đã cảm thấy lực lượng trong cơ thể được sinh ra, có một cảm giác hiểu ra xuất hiện trong óc. Đây là thần chi truy ý. Da mặt trương Huyền run lên, không nghĩ tới truy pháp của đối phương dung hợp vào bên trong cơ thể mình, trực tiếp tạo ra Thiên đạo truy pháp hơn nữa còn giống như trước đó lĩnh ngộ ra thần chi kiếm ý đã tới thần linh chân chính lĩnh ngộ thần chi truy ý tráng hán trước mắt trăm ngàn lỗ sơ hở không còn là đối thủ mấy chiều đã bị đánh té ngã xuống đất Trường huyền hoa mắt lúc này mới phát hiện ra lần nữa đứng trước bức tranh hắn vội vã ngẩng đầu ngay sau đó nhìn thấy bức tranh trước mắt màu sắc rực rỡ màu sắc chói mắt đó đã biến mất biến thành một màu đen trắng cùng với trước đó nhìn thấy giống nhau y như đúc trương huyền nháy mắt không lẽ đi vào bên trong bức tranh lĩnh ngộ ra thần trì võ ký đã có thể để cho bức tranh đó trở nên ảm đạm đi nói như vậy khổng sư đã từng đi vào bên trong thần điện giành lấy một chữ thần tổ sư khai phái của lăng vân kiếm các từng đoạt đi nửa chữ thần không lẽ chính là cái này sao tám bức đồ một bộ ảm đạm tối tăm giống như là tráng hán trùy sắt còn có một bức tranh cầm trường kiếm một nửa màu sắc sặc sỡ một nửa màu sắc trắng đen Nói đến nửa chữ thần cũng là chính xác Ồ oh, Khó trách 12 chiêu trùy pháp Cùng với 12 chiêu của Lăng Vân Kiếm Thần Quyết Cực kỳ giống nhau Trường huyền giật mình Lăng Vân Kiếm Thần Quyết Cũng lại 12 chiêu Tương đồng trùy pháp trước mặt Vừa rồi vốn cảm thấy kỳ lạ Hiện tại xem giống như rõ ràng chuyện gì đã xảy ra Tổ sư khai phái của Lăng Vân Kiếm Các Có lẽ cùng với người trong bức họa này đánh hòa nhau Vậy cho nên hắn giành được nửa chữ dù rằng từ chỗ đối phương học được 12 chiêu, nhưng mà Thủy Trung không tìm ra được trình tự tu luyện chính xác. Lúc này mới dẫn tới, cho dù Lăng Vân kiếm các thông qua, thông thiên kiều, cũng có thể sinh ra ngụy thần, nhưng mà số lượng cực kỳ ít, không cách nào có thể so sánh với thông thần điện. Ta lấy ngộ ra 12 chiêu truy pháp, không phải đại biểu cho giống như khổng sư năm đó, đoạt được một chữ thần sao? Nếu như hắn đoán không sai, nơi này chắc chắn là địa phương khi trước khổng sư đã cùng với tổ sư khai phái xông qua vừa rồi vô tình giành lấy được một chữ. Khó trách, thượng thương mấy ngàn năm trôi qua, trừ hai vị này, không có những ai khác. Nếu như muốn thành công, muốn đánh bại nhân vật trong bức họa, quả thực không thể nào đơn giản. Hắn lĩnh ngộ ra thiên nhược hữu tình, tu vi đi đến ngụy thần cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu của hắn trừ khổng sư, tuyệt đối được cho là người đầu tiên của đại lục từ xưa tới nay. Loại thực lực đó, học tập thiên đạo chỉ pháp, hơn nữa học được chiêu số của đối phương mới lấy được sự chiến thắng. Độ khó lớn vẫn có thể tưởng tượng ra, đổi lại là những người khác không có thiên đạo thư viện đi học tập võ kỹ càng không thể nào chỉ nhìn hai lần đã có thể tìm ra được trình tự hơn nữa triệt để dung hội quán thông Giành được một chữ thần vẫn có thể tiếp tục tiến lên đang suy tư lần nữa có một thêm đá xuất hiện làn tràn phía trên không nhìn thấy điểm cuối trương huyền thở ra một hơi vừa định đạp chân lên đột nhiên ngưng lại có một ý nghĩ toát ra trong óc ấy khoan đã Thời gian dù sao vẫn còn sớm mà. Đã tới chỗ này, tại sao lại không đi những bức họa khác mà cướp sạch? Từ khi đi vào bên trong bức tranh, đến khi học được chủy pháp, đánh bại đối phương, thoạt nhìn thời gian rất dài, nhưng mà trên thực tế vượt qua không quá 10 phút. Dựa theo thời gian tính toán, nhiều nhất là một phần tư mà thôi. Dù sao hắn vẫn còn dư thời gian, tới thì cũng tới đây rồi, đương nhiên phải giành lấy mấy chữ mới được. Dù sao, hắn không phải là tông chủ của một tông môn, mà là mấy cái, không thể nào nặng bên này mà nhẹ bên kia. Nghĩ đến điều này, Trương Huyền mỉm cười. Thần thể vụt qua, hắn đi vào bên trong bức tranh cầm trường kiếm. Cũng giống như trước đó, tiến vào bên trong. Người trong bức họa lập tức cầm kiếm đâm tới. Trường kiếm đong đưa, thần chi kiếm ý di tán. Trong ba hồ hấp, đối phương nằm trên mặt đất, biến thành một bãi mực in. À, được rồi, nửa chữ thần của Lăng Vân Kiếm Các đã được bù đắp. Trương Huyền cười vì nửa cái chữ thần này vô số hậu bối kiếm các kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cũng không thể nào thành công nổi bản thân cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của họ đợi bức tranh triệt để biến thành đen trắng trương huyền đi vào trước một bức tranh khác thi triển võ kỹ không trần chờ lần nữa chui vào năm phút sau bức tranh đã biến thành màu xám đã có kinh nghiệm lần đầu lần này cùng với đối phương giao thủ liền học trộm chiêu số sau đó nhân cơ hội hình thành thiên đạo công pháp tốc độ mau chóng hơn không chỉ là gấp hai lần còn lại có bốn bức tranh kinh nghiệm càng thêm phong phú không đến một phút đồng hồ toàn bộ đi ra một lượt làm xong những cái này lúc này hắn đi lên trên thêm đá tiếp tục đi tới tầng ba tầng ba cũng rất rộng lần này không còn những bức tranh nữa cũng lại chẳng có trận pháp bốn phía đèn đuốc sáng trưng nhìn ra một cái trống rỗng chẳng có gì ngừng bước trương huyền nhìn quanh một vòng không sơ nếu như người ở chỗ này hãy ra đây đi đối phương thiết lập ván cục mời bản thân vào cuộc vậy thì cũng nên xuất hiện đi quả nhiên tiếng nói kết thúc có một bóng người cao lớn xuất hiện phía trước đó chính là khổng sư trương huyền híp mắt lại đồng thường kiếm xuất hiện hắn mang theo vẻ lạnh lùng đối phương vì muốn lấy được thư viện của mình mà dùng bất cứ thủ đoạn gì lại còn tưởng rằng không dám tiếp tục xuất hiện nữa bây giờ người đã tới vậy thì phân ra sinh tử đây Bớt quá rất nhanh, Trương Huyền nhìn ra điểm không đúng. Sao? Bản tôn của ngươi không dám tới sao? Đối phương chẳng qua chỉ là một đạo ý niệm, không phải là bản tôn. Không lẽ hắn đã biết mình đột phá ngụy thần, sợ không phải là đối thủ, vậy cho nên chẳng dám xuất hiện? Không để ý tới hắn, hai tay chắp sau lưng, không sư thản nhiên nói. Người có thể một người thông qua bảy bức tranh khảo hạch, đúng là không đơn giản đâu. Có điều, nhất định phải chiến thắng được ta mới có tư cách đạt được thần linh trì khí, nắm giữ cơ hội tấn cấp thần linh. Chiến thắng người sao? Vậy thì tới đi. Thấy hắn không lẩn trốn, không để ý tới đối phương phí lời, đồng thường kiếm của Trương Huyền vung lên, kiếm mang thẳng tắp trượt xuống. Biết đối phương mạnh mẽ, vừa ra tay đã sử dụng thần chi kiếm ý. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Không sư cười nhạt, tinh thần khẽ động, lực lượng vốn là ngụy thần cảnh đỉnh phong, sau một khắc cũng giống như mình, đã tới Ngụy Thần cảnh hậu kỳ. Cầm ngón tay búng ra một cái, có một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, không biết là cấp bậc gì, nhưng tỏa ra hàn khí lăng lệ. Thân ảnh nhẹ nhàng vụt qua đi vào phía trước. Kiếm ý như rồng, khí tức như xương. Mạnh như vậy. Chuyên gia vừa ra tay là biết có môn đạo hay không. Dù rằng Trương Huyền chỉ cùng với hắn đi tới đối chiến vài chiêu, nhưng lập tức đã phát hiện vị này dù rằng chỉ là một đạo ý niệm của khổng sư nhưng mà lý giải kiếm thuật không hề thua kém thậm chí lại còn hơn mình dưới cấp bậc tương đồng bản thân như vậy không hề chiếm được thế thượng phong người tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy trương huyền tràn đầy khó tin trước đó phân thân cùng với đối phương chiến đấu qua không thua kém hiện tại cùng cấp bậc cường đại hơn phân thân lại lĩnh ngộ ra rất nhiều thần chi võ ký dưới tình huống bình thường đối phương là một đạo ý niệm chắc chắn phải nhẹ nhóm đánh bại mới đúng. Vậy tại sao không hề nghĩ tới lại còn rơi xuống thế yếu như vậy? Đây chắc là thiên đạo võ kỹ sao? Rất nhanh, Trương Huyền đã phát giác ra nguyên nhân không cách nào có thể chiến thắng. Vị khổng sư trước mắt này, vậy mà cũng giống như mình, vận dụng võ kỹ không có chỗ thiếu hụt. Kiếm chiêu ẩn chứa quy luật đại đạo, thoạt nhìn thì đơn giản, lại làm cho người ta không thể nào ngăn chặn. Bản thân thi triển ra chiều số, nhắm vào chỗ thiếu hụt, để cho người ta khó lòng phòng bị nhưng mà kiếm pháp của đối phương có thể thay đổi quy luật và trình tự bên trong kiếm chiêu vừa ra chiêu đối thủ chẳng khác nào đã rơi vào thế yếu cái này rất giống người vốn muốn đâm lên trên nhưng mà ở dưới ảnh hưởng của đối phương sẽ tự động thay đổi phương hướng đâm ra biến thành đâm xuống dưới tự như bị không chế chiêu số vậy thì làm sao có thể đánh được không lẽ đây là thiên đạo trật tự trong lòng trương huyền băng lãnh Trước đó, hắn đã từng nghe nói qua thiên đạo trật tự, nhưng mà thời điểm phân thân và đối phương chiến đấu lại không thi triển ra. Chắc chắn không để ý, giờ phút này mới hiểu ra được đến tổ cùng là có bao nhiêu sự đáng sợ. Giống như không thi giao khi trước, nguồn xuất pháp tùy. Dù rằng có thể tìm ra được chỗ thiếu hụt, nhưng mà ở trước pháp tắc cũng lại chỉ vô dụng. Dù rằng miệng lưỡi dẻo quẹo, nói tràn đầy oan ức, chỉ cần xúc phạm pháp luật, đồng dạng sẽ bị trừng phạt. Thiên đạo trật tự chính là như vậy. Bản thân rõ ràng nắm giữ thiếu hụt trong chiều số, nhưng mà thời gian nháy mắt thiếu hụt của đối phương liền đã biến thành trình tự chính xác nhất pháp tắc lại có thể nhận định làm sao có thể đánh ta không tin Cùng cấp bậc ta sẽ thua Trường huyền cắn chặt răng sắc mặt tái xanh cấp bậc tương đồng trừ thua qua phần thân hắn chưa hề thua ai cái tên này chỉ là một đạo ý niệm của khổng sơ thì làm sao có thể không cách nào có thể vượt qua vậy không lẽ thường thế của đối phương đã khỏi rồi triệt để khôi phục dù vậy trường huyền cũng không tin đáng sợ như vậy tay phải cầm kiếm tay trái và các loại võ kỹ tung bay thi triển. Trong nháy mắt, Trương Huyền giống như biến thành hai người, một người am hiểu kiếm pháp, một người am hiểu võ kỹ, hơn nữa tất cả lại lĩnh ngộ ra thần chi ý cảnh, bên trong thượng thường có thể khai tông lập phái, tên Lưu Thiên Cổ. Chiến đấu như vậy, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp đôi. Không tệ đâu. Ý niệm không sư cười, đồng dạng tay phải cầm kiếm, tay trái thi triển ra võ kỹ. Vậy mà cũng trong nháy mắt hóa thành hai người, chiều số cùng với hắn tương ứng Ra đầu trương huyền muốn nổ không lẽ đây mới chính là thực lực chân chính của khổng sư trước đó hắn thực sự là không khôi phục lại bây giờ ngay cả phân thân cũng không thể nào chiến thắng liên tục đối chiến mười mấy chiều trương huyền cảm thấy nếu như tiếp tục nữa sẽ giống như trước đó bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn mà suy yếu trong lòng càng lo lắng hơn hít mắt lại có một ý nghĩ tàn nhẫn trong lòng hiện ra xem ra Ta chỉ có thể thi triển ra thiên nhược hữu tình mà thôi. Hết chương. Chương 1968 3969, tâm sự song tỳ võng, trùng hữu thiên thiên kết. Thiên nhược hữu tình đã là công pháp cũng là võ ký. Trong lòng đã lĩnh ngộ ra ý cảnh đó, muốn sáng chế ra chiều số cũng không khó. Thường thiên, vô tình người hữu tình, thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Ý niệm trong cõi u minh lần nữa đi vào bên trong cơ thể, kiếm pháp của đối phương không có một chút nào sơ hở, trong mắt biến hóa hình dạng, địa phương xẹt qua, lưu lại từng dấu vết màu xám cho nhạt, đan vào một chỗ, giống như tạo ra một cái lưới đánh cá. Chính là những lực lượng này khống chế tất cả chiều số của hắn, làm cho chúng rơi vào thế bị động. Thiên đạo trật tự, những vết kiếm thoạt nhìn rất lộn xộn, nhưng mà trên thực tế lại tuân thủ quy luật nhất định chiếu theo quy luật đó đi làm, tựa như đang bệnh thiên võng. Tùy thừa, nhưng khó lọt. Trương Huyền không buồn không vui, trên mặt hắn nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Trước đó, đối với thiên đạo trật tự tìm hiểu không nhiều. Ở dưới ý cảnh nhiều như vậy, bây giờ hắn nhìn ra, đối phương là đang tuân thủ theo một loại quy tắc đặc biệt nào đó. Đây là thiên địa vạn vật, đều phải có những điểm giống nhau, ai cũng không cách nào có thể trốn tránh. Cũng giống như tần số, chỉ cần tìm ra được tần số cộng hưởng đối ứng, vật lại cứng nữa, vẫn có thể tùy tiện phá hủy đối phương thì triển ra kiếm pháp thiên đạo trật tự khả năng không phải là không có chỗ thiếu hụt nào nhưng lại có thể khống chế quy luật bên trong những chiều số của người khác từ đó tuần thủ quy luật của hắn cũng giống như ý cộng hưởng cuối cùng sẽ đánh bại người nói đơn giản kéo trí thông minh của người đến trình độ tương đồng với hắn sau đó dùng kinh nghiệm phong phú mà đánh bại người vết kiếm của thiên đạo trật tự lại có thể hình thành thiên võng như vậy nếu như ta có một loại kiếm pháp có thể làm cho quy luật không theo quy tắc có sẵn không khác nào phá giải. Trương Huyền hiểu ra, đối với kiếm đạo lần nữa hiểu sâu hơn một tầng. Nhẹ nhàng cười, đồng thường kiếm hàn khí đại thịnh, kiếm ý ở trên không trung tạo ra một cái lưới to lớn, giống như đối phương nhưng lại hoàn toàn không giống. Tâm sự song tùy vóng, trùng hữu thiên thiên kết. Một câu thơ xuất hiện trong óc, chiều thứ nhất của thiên nhược hữu tình được sáng tạo ra. Kiếm pháp ở bên trong người dung hội quán thông, đồng thường kiếm run lên, khổng sư thi triển ra kiếm pháp giống như bị giam giữ trước đó thiên võng tuy rằng thừa không sót giống như mấy tấm thả ra thành một đống quấn quyết lấy nhau đan sen trăng trịt trong thời gian ngắn không tránh thoát cái gọi là quy luật trong nháy mắt đã bị phá giải đang muốn nhân cơ hội công kích chém giết ý niệm của khổng sư chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lùi lại rời khỏi vòng chiến có thể mau chóng như vậy tìm ra kiếm vấn bên trong đề pháp của ta hơn nữa phá hoại nó Thiên phú và ngộ tính của người đã có tư cách trở thành tựu thần linh. Khổng sư vuốt râu cười. Khoan đã, chúng ta chưa phân ra thắng bại. Trường huyền thở ra, sau đó híp mắt. Bản thân lĩnh ngộ ra kiếm chiêu cường đại như vậy, đối phương lông tóc không hề thương tổn không nói mà còn nhẹ nhàng tránh thoát, chứng minh lực lượng của hắn không hề dùng hết. Tiếp tục chiến đấu xuống, bản thân chưa chắc đã có thể thắng. Thậm chí chiều số vừa rồi càng thêm thuần thục, tỷ lệ chiến thắng lại càng lớn. Đã như vậy tại sao phải lui ra bên ngoài Thắng bại không trọng yếu Ta xuất hiện ở chỗ này Chỉ là thay thần linh khảo nghiệm thực lực Cùng với thiên phú của người vượt quan Người có thể bên trong một phần mười thời gian Loại bỏ chu tâm trận Hơn nữa sức của một người lĩnh ngộ ra bảy loại thần chi ý cảnh Càng trong thời gian ngắn ngủi như vậy Tìm ra sơ hở bên trong kiếm thuật của ta Sáng chế ra một loại kiếm pháp mới Thiên phú mạnh mẽ như vậy Khoáng tuyệt cổ kim khổng sư nói khảo nghiệm người vượt quán trương huyền giống như hòa thượng sơ mãi không thấy tóc cái tên này không phải là toàn tâm toàn ý muốn giết mình mà đạt được thiên đạo thư viện của mình sao tại sao bây giờ lại cảm thấy hơi có chút không đúng giống như đạo ý niệm trước mắt này cùng với trước đó gặp phải không phải là chung một người trong lòng nghi hoặc đang muốn hỏi khổng sư lại nói nếu như nhìn không nhầm người đã đạt được thiên đạo có thiếu sót trương huyền nhào mắt lại tràn đầy cảnh giác. Vừa rồi lại còn cảm thấy đối phương có phải là biến thành người khác rồi không? Nói tới thư viện, sợ rằng sẽ lần nữa lộ ra cái đuôi. Quả nhiên là như vậy. Thần điện từ trước tới nay, cường giả vi tôn. Người thắng trận có thể lưu lại ý niệm, khảo hạch người đời tiếp theo vượt quan. Người hãy lưu lại một đạo ý niệm đi. Như vậy có hậu nhân đi tới, cũng có thể khảo hạch tốt hơn. Khổng sư cười. Ý niệm lắc lư, xem ra bất cứ lúc nào cũng sụp đổ, Loại tình huống đó, trước đó Trương Huyền đã gặp được rất nhiều lần, ý niệm chỉ là một bộ phận của thân thể, thường thường sau khi hoàn thành một sứ mệnh sẽ rách nát, hoàn toàn biến mất. Khi trước bên trong danh sư đại lục, mỗi lần nhìn thấy ý niệm của khổng sư, muốn hỏi thăm tiên thiên thai độc, cái tên này sẽ trực tiếp biến mất. Còn thần linh chi khí, đại điện tự nhiên sẽ hấp thu một đạo. Người rời khỏi cung điện này, có thể sẽ đạt được. Lắc lư, ý niệm khổng sư đã biến mất, Trường huyền cao mày, trong lòng nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Khoan đã, thực sự là có khổng sư thật và khổng sư giả sao? Ý niệm khổng sư đã tiêu tán, cùng với ý niệm bên trong danh sư đại lục thấy qua, có vài phần giống nhau. Giữa hai lông mày mang theo vẻ ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác rất nhẹ nhàng, mà cái tên giả hòa ở thần điện cứu hắn lại hoàn toàn khác biệt. Không lẽ, đây là khổng sư thật lưu lại ý niệm, còn vị kia là giả? Nhưng mà tại sao giả mà thiền đạo thư viện cũng lại nhìn không giá? Không lẽ trong thế giới này, trừ bản thân, khổng sư và lạc nhược hy cùng với lạc thất thất, còn có thêm một vị diễn hư thể khác? Được rồi, trước tiên mặc kệ đi Vì khổng sư này đã nói, nắm giữ thần linh chi khí, vậy thì có thể có được. Mặc kệ đối phương là tốt hay xấu, chỉ cần thành thần linh, tất cả không tính là gì cả. Tình thần trương huyền khẽ động, lưu lại một đạo ý niệm, bản thân lắc người, dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Ý niệm lưu bên trong điện, xem như cung điện này công nhận bản thân hắn, lại trở về đã vô cùng đơn giản rất mau đã tới trên cổng của cung điện phần thân đang đứng bên ngoài bình chướng không gặp nguy hiểm gì Trường huyền thở ra một hơi đi tới trước mặt hắn xoay người nhìn sang phía đại điện cung điện đổ sụp vẫn ngăn chặn bên trong vòng xoáy hắc ám đột nhiên có một đạo khí lưu màu vàng óng từ bên trong vòng xoáy bắn ra lờ lửng giữa hai cây cột cỗ khí lưu này giống như vàng tỏa ra hào quang chói sáng chưa tới gần liền để cho người ta một loại uy áp đến từ linh hồn Trước đó vẫn cảm thấy ý niệm khổng sư có thể lừa gạt mình rồi hay không Hiện tại xem ra đúng là không hề Đạo khí tức này giống như trước đó ban đầu Lần đầu tiên nhìn thấy linh khí thủy ngân Cho người ta một loại cảm giác rất nặng Tùy tiện hấp thu Dường như có thể chấn vỡ toàn bộ kinh mạch Hơn nữa khi trong đó tán giật ra lực lượng Cũng giống như tranh vẽ trước đó từng thấy Chỉ có thần linh chân chính mới có thể nắm giữ Vậy nói cách khác Hấp thu thần linh chi khí, bản thân thực sự có thể thành công đột phá thần linh, đi đến cảnh giới đỉnh phong bên trong di khí đại lục còn mắt sáng lên, hít sâu một hơi, trương huyền bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất, thẳng tắp vọt tới. vẫn còn chưa tới trước mặt, có một đạo kiếm mang bất ngờ xuất hiện, không gian trước mắt giống như bị cắt ra một nửa, xuất hiện một vết rách đen kịt. thân thể lập tức co lại, trương huyền ngừng lại. đa tạ, ta liền biết người khẳng định có thể làm được, không nghĩ tới, quả nhiên. ngay sau đó, có một cái kính bất ngờ xuất hiện trước mặt một bàn tay từ đó chui ra nhẹ nhàng bóp ra một cái khí thể màu vàng kim lơ lửng liền đã bị chộp vào đầu ngón tay bất kể là nhảy ra như thế nào cũng không thể rời đi được bình ngọc đặc thù xuất hiện nhẹ nhàng khẽ bóp khí thể đã bị thu vào bên trong bình bóng người xoay lại trương huyền siết chặt nắm đấm đó vẫn là khổng sư người không phải là khổng sư đến tổ cùng người là ai Trường huyền hít mắt trước đó cứ một mực kỳ lạ tại sao đối phương không xuất hiện nguyên lai đã sớm ẩn giấu bên trong hư không chờ đợi bản thân mình đạt được thần linh chi khí rồi ngư ông đắc lợi nhưng chỉ bất quá thời điểm đi tới bản thân chuyên môn kiểm tra qua không hề phát hiện ra không gian gấp đối phương đến từ cùng là từ chỗ nào xuất hiện ra và làm sao xuyên toa không gian mấu chốt nhất là nếu như ý niệm bên trong điện là khổng sư thật vậy thì vị này là giả rồi như vậy đã có thể giải thích tại sao truyền tống trận bên trong huyền giang thành hắn không biết rõ tình hình ý niệm khổng sư trong cung điện dường như không biết sự tình mình có thiên đạo thư viện Ta không phải là khổng sư thì là ai Lão già trên không lộ ra vẻ dữ tợn Ta chính là hắn Hơn nữa hắn một mực chính là ta Trong tiếng gầm giống tức giận Một trường đập xuống Nơi này khí lưu vốn đã rất loạn Hắn đập xuống một cái Không gian trong nháy mắt sụp đổ ra từng khai hở Trường huyền không dám lao về phía trước Liên tục lùi về phía sau Thực lực của hắn Quả nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều Trường huyền hít mắt đối phương một trường đã có thể đập nát không gian thực lực của hắn quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít nhưng bất quá trong trường lực đó của hắn không hề có trật tự cũng lại chẳng ẩn chứa lực lượng thiên đạo sử dụng không phải là thiên đạo công pháp dù rằng rất mạnh nhưng mà rõ ràng không có thiên võng xuất hiện đúng là giả rồi trong lòng trương huyền bừng tỉnh khổng sư đã giống như mình nắm giữ một bộ phận của thiên đạo vậy tự nhiên có thể thi triển ra được thiên đạo công pháp trước đó chưa thấy qua thiên đạo võ kỹ trừ bản thân cũng lại không rõ ràng cái loại hình dạng nào vừa rồi bên trong cung điện đó ý niệm của khổng sư rõ ràng đã dùng rồi có loại thủ đoạn này mà lại không dùng ra sao chỉ có đúng một khả năng tuy rằng vị trước mắt này không thừa nhận nhưng hắn đúng là đồ giả nếu như là thật hoàn toàn có thể sử dụng công pháp và võ kỹ thiên đạo cường đại hơn rất nhiều mau trả thần linh chi khí cho ta biết lúc này không phải là thời điểm dầu dĩ đồng thường kiếm xuất hiện thẳng tắp bay về phía hắn kiếm võng đồng thời rơi xuống tâm sự song tỳ võng trùng hữu thiên thiên kết vừa lĩnh ngộ ra chiều số lần nữa phát huy thực lực của đối phương so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu trước đó thần chi kiếm ý có lẽ không có tác dụng gì quá lớn vậy cho nên vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt chiêu cường đại nhất hảo kiếm pháp nhưng bất quá bây giờ ta không cùng với người tranh đấu ta muốn đi đột phá thần linh một khi thành công rồi, thư viện chính là của ta. Thế giới này, không kẻ nào có thể ngăn chặn ta. Kiếm khí chưa đến trước mặt, khổng sư lại cười lớn. Thần ảnh nhảy dựng, lần nữa tiến vào bên trong kính, cũng giống như hắn chưa hề xuất hiện. Nguy rồi. Sắc mặt Trương Huyền tái mét. Hết trường. Trường 3970-3971 lại thấy đỗ cung chủ. khó trách tên này sau khi chạy trốn lại không ra tay vốn cho rằng là nghĩ ra biện pháp khôi phục lại lực lượng không nghĩ tới lại đang chờ đợi mình mục đích là thần linh chi khí thậm chí cũng có khả năng đối phương lần đầu tiên bắt bản thân rút ra thiên đạo thư viện liền biết không có khả năng thành công được cố ý bố cục ra sau đó chờ bản thân tới còn tại sao đối phương không có sông vào bên trong cung điện khẳng định phải có nguyên nhân đặc thù không thể nào sông hoặc là sông không qua vị này chính là khổng sư giả đạo ý niệm trong cung điện kia chắc chắn là khổng sư thật lưu lại người sau nhất định phải có thủ đoạn không cách nào để cho đối phương đi vào giống như phần thân không đi được vào bên trong cung điện đó ấy khoan đã một ý nghĩ xông ra trong lòng trương huyền hơi động liếc mắt nhìn phân thân cách đó không xa thấy vẻ mặt của hắn kéo kéo mảy may không có khó chịu và giác ngộ khi mà thần điện từ chối chỉ vì không có trang bức mà cảm thấy hơi tiếc nuối lúc này mới niềm phong lại đạo ý niệm này thở ra một hơi bây giờ không phải là lúc cần nhắc những thứ này không thể nào để cho tên đó chạy mất. Một khi thực sự luyện hóa ra được thần linh chi khí, không cách nào có thể đối kháng. Áp chế những suy nghĩ này, Trương Huyền lo lắng. Vị khổng sư này, sức chiến đấu so với mình đúng là không kém. Một khi hắn đột phá rồi, trở thành thần linh chân chính, đừng có nói bản thân mình không thể nào ngăn chặn, dù rằng rất nhiều ngụy thần tới đây, trước mặt đối phương không hề đáng chú ý. Trước đó thượng thường thiếu hụt lực lượng có thể đột phá, nhưng hiện tại, đạo khí thể đó đột phá thành kết cục đã định nhất định phải nghĩ ra biện pháp ngăn chặn. Nhưng chỉ là đối phương xe rách không gian muốn chạy, trước tiên không có nói là đi đâu, chỉ nói bản thân cũng phải có phương pháp rời đi chỗ này mới được. Tế đàn bị kích phá, mất đi thông đạo trở về, vốn đạt được khí thể màu hoàng kim, chỉ cần đột phá thần linh, đồng dạng có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian. Nhưng bây giờ, con đường đó triệt đề đã hỏng. Vì khổng sư này có thể xuyên tỏa không gian, hắn dùng chắc chắn là huyền kính môn thái huyền kính cùng với phiêu miễu tiền tông phiêu miễu ngoa nhớ lại phương pháp vừa rồi đối phương chạy trốn phiêu miễu ngoa dù không phải là pháp bảo ngụy thần lại có được năng lực rất đặc thù nó có thể để cho người ta đạp phá không gian tiến hành xuyên toa phối hợp thêm với thái huyền kính ngay cả chính mình cũng lại không ngăn được đối phương đã có thứ này bản thân mình thì không có không mau chóng nghĩ ra biện pháp làm không cẩn thận sinh linh đồ thán mặc dù gấp gáp nhưng mà trong lòng hắn không hoảng hốt những ngày này trải qua sự tình hắn từ từ cân nhắc khổng sư ở chỗ này dành qua một chữ thần tổ sư khai phái của lăng vân Kiêm các cũng ở chỗ này dành được nửa chữ chứng minh chỗ này thực sự chính là thần điện trước đó tiến vào trong cái kia chắc chắn là giả chưa đi vào bên trong cung điện này lại có thể cho rằng địa phương trước đó bị mười ngụy thần cảnh vây công đó chính là thần điện chân chính hiện tại xem ra cái này mới đúng là thật cái đó có lẽ chỉ là địa phương mà vị khổng sư đó cố ý dụ mình vào cục thậm chí là tổng bộ thông Thần điện chân chính. Nếu như không, làm sao có thể tùy tiện đi vào bên trong không gian gấp? Mà đối phương nói tới tổng bộ thông Thần điện, làm sao có khả năng một bóng người cũng không có? Càng trước thời hạn bố trí xong trận pháp có thể bùng nổ, rõ ràng không phù hợp với đạo lý. Nếu như chỗ này là thần điện, như vậy vài ngàn năm trước, chỗ giáp nhau của thông thiên kiều là chỗ này. Nguyên nhân chính là như vậy, khổng sư cùng với tổ sư kiếm các mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Nếu như không, hai người này không có tế đàn, thông đạo bị phá hỏng thì làm sao có thể cấp đoạt được nửa chữ thần làm sao lần nữa trở lại thượng thương khai tông lập phái. Đây là thần điện mà nói, Thông Thiên Kiều khẳng định là tồn tại. Trương Huyền quan sát xung quanh, địa phương tế đàn nổ nát, là trống không, cũng giống như là đứng sừng sững bên trong hư không, bốn phía tràn đầy hắc ám, không nửa điểm sinh cơ. Mình lý chỉ nhán kích hoạt, xung quanh toàn bộ quét qua một lần, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết gì liên quan đến Thông Thiên Kiều. Không lẽ đoán sai? dạo thêm một vòng vẫn không phát hiện ra bất cứ thông đạo nào giống như cùng điện trước mắt này là cô lập lơ lửng trong hư không trường huyền bất đắc dĩ đang không biết phải làm thế nào cho phải đột nhiên con mắt rơi vào trên một cây cột hai cây cột này vừa tới đã thấy đâm vào hư không không nhìn thấy điểm cuối quan trọng là không biết làm bằng vật liệu gì ít nhất phải đạt tới ngụy thần cấp dù sao lấy thực lực của hắn là không cách nào có thể phá được có lẽ đây chính là thông thiên kiều địa phương khác không có thông đạo là kiểm tra xong vài lần có lẽ hai cây cột này không nhìn thấy đầu không thấy đuôi đó mới chính là quan trọng đi lên trên xem thu phân thân vào bên trong chữ vật giới chỉ thân thể vụt qua hắn dán chặt cây cột bò lên cây cột không biết là cao bao nhiêu trương huyền không ngừng tiến lên ngay sau đó nhìn thấy cung điện càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến thành một điểm tròn liên tục bỏ hai canh giờ đột phá một tầng cách ngăn hư không đèn kỳ đã xuất hiện một tia sáng ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy không gian thoáng cái nghịch chuyển, vốn leo lên phía trên, trong lúc chốc lát đã biến thành đi xuống dưới. Cả người hắn đang ôm chặt cây cột, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên không trung rơi xuống. Loại tình huống này, thời điểm bên trong tiếp thiên thạch đi vào bên trong thông thiên kiều đã từng trải qua. Thời không khác biệt, cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Bên trong thần điện là cảm giác leo lên trên, lúc này xem ra chính là đi xuống dưới, thần điện thực sự ở phía trên quay ngược thân thể lại, hắn nhìn xuống dưới, một cung điện hùng vĩ xuất hiện trong mắt. Ấy, đây là thần điện trước đó tiến vào. Liếc mắt nhìn, trương huyền đã nhận ra, chính là chỗ quáng thời gian khi trước thông qua thông thiên kiều đi tới, gặp rất nhiều ngụy thần cảnh, hơn nữa đại chiến bị khổng sư giả cứu đi. À, nguyên lai hai tòa cung điện là liên tiếp. Lúc này mới phát hiện, hai cây cột vừa rồi vừa vặn kết nối bên trong đỉnh cung điện trước đó cho rằng chỉ là một cái vật trang trí náo loạn hồi lâu cái cung điện này đúng không phải là cái cuối cùng chỉ có dọc theo cây cột này bỏ sát mới có thể đi vào bên trong thần điện chân chính vị khổng sư kia hẳn là ở lại chỗ này rồi ánh mắt trương huyền sáng lên áp chế khí tức của mình lại hắn đi vào trên cung điện khổng sư giả chính là ở chỗ này cứu mình nếu như hắn đoán không sai những người trước đó đều là thuộc hạ của hắn tòa cung điện này chính là sao huyệt của đối phương đạt được khí thể vàng kim hắn lại muốn đột phá đoán chừng sẽ dừng lại ở chỗ này nghĩ ra biện pháp cướp đi khí thể chỉ cần mình đột phá đối phương lại không đáng để lo dọc theo cung điện lặng lẽ tuột xuống hắn đi vào bên trong không rõ bởi vì biết không người nào có thể tiến vào hay là cảm thấy không ai dám xông vào đây trong điện chẳng có an bài hộ vệ gì trường huyền lặng lẽ tiến vào bên trong đại điện mênh mông dán chặt lấy những bức tường trường huyền đi vào bên trong đang muốn tìm kiếm vị khổng sư đó ở chỗ nào một hồi tiếng bước chân vang tới. Tông chủ có lệnh, xử tử vị kia. Hai bóng người đi tới, vừa đi vừa trò chuyện. Nơi này không có người, bọn họ không có gì giấu giếm và lo lắng. Xử tử sao? Đúng như vậy, trước đó dùng lấy nàng ta là bởi vì muốn mượn lực lượng của nàng, niệm động chú ngữ, kích hoạt ra tế đàn. Hiện tại chỉ cần tông chủ đột phá thần linh, không cần cái tế đàn đó, vẫn có năng lực làm được bất cứ chuyện gì. Nàng ta sống hay chết? đâu có ý nghĩa. Phải rồi, một khi tông chủ thành thần, chúng ta khẳng định được không ít chỗ tốt. Ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ cũng lại có cơ hội nữa. Đúng, mau chóng động thủ đi. Thành âm thảo luận càng ngày càng đi xa. Đọc chú ngữ, kích hoạt tế đàn. Đỗ cung chủ sao? Đỗ cung chủ bị bắt, lần trước nhìn thấy dường như ngay bên trong cung điện này, xem ra nàng ấy vẫn ở đây. Hơn nữa nghe giọng nói của đối phương đã định xuống tay với nàng. Trước tiên cứu người đó Trương Huyền híp mắt Không muốn phí lời Nhẹ nhàng bay vụt qua Đã đi tới sau lưng hai người Đồng thường kiếm vùng lên Kiếm mang di tán Hai tên ngụy thần cảnh Ngay cả phản ứng cũng không kịp Đầu đồng loạt rơi trên mặt đất Đồng thời thi thể của chúng bị thu vào bên trong chữ vật giới chỉ Thời điểm tiên quân đỉnh phong ngụy thần phổ thông đối với hắn Một kiếm đã có thể tùy tiện đánh giết Giờ phút này không những là đột phá Càng sáng tạo ra kiếm thuật vượt quá thiên đạo Đánh lén giết chết người Dễ như trở bàn tay không làm ra bất cứ một tia động tĩnh nào, thậm chí ngay cả sóng linh khí cũng chưa hề chấn động. Chém giết hai tên này, biến hóa thành hình dạng của một kẻ trong số đó, bàn tay chảo ra một cái, hắn mọc lấy y phục của đối phương trên người, bất luận nhìn ra sao, giống y như đúc, tìm không thấy bất cứ sở hở gì. Ngụy trang xong rồi, Trương Huyền nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Cùng điện rộng lớn, phương hướng đối phương đi lại chỉ có một phần mười, dù rằng không thẩm vấn, hắn cũng biết được đỗ công chủ bị giam giữ ở chỗ nào. Tiến lên, quả nhìn thấy một gian phòng phong bế xuất hiện, cổ tay khẽ đảo, chìa khóa xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở cửa, đẩy cửa đi vào. Ngay sau đó nhìn thấy một phụ nhân, trên tay chân lại mang đầy xích sắt ngồi ở trong phòng, đầu tóc rối bời, tinh thần ủy oải và suy sụp, khi tức hết sức yếu ớt, bị thương rất nặng. Thời khắc này đối thanh diên đã tỉnh táo, cùng với trước đó nhìn thấy thần trí mơ hồ, hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn giết ta sao? Thấy Trương Huyền đi vào, lại còn tưởng rằng chính là ngụy thần của đối phương. Trên mặt đối thanh diên không lộ ra vẻ gì, dường như đã biết trước kết quả. Trương Huyền không trả lời, trở tay đóng cửa. Động thủ đi, tế đàn của ta đã bị hủy đi rồi. Ta biết ngay, ta không còn giá trị gì. Khẳng định chỉ là một con đường chết. Đỗ thanh Diên hừ lạnh. Tế đàn chính là bảo vật mà nàng luyện hóa. Bây giờ phá đi, tự nhiên có thể cảm ứng ra được đối phương bắt mình mục đích là bởi vì muốn sử dụng tế đàn hiện tại ngay cả món bảo vật đó cũng đã hỏng mất rồi không cần suy nghĩ giờ chết đã tới không có lý do gì mà sống tiếp đã phải chết nhưng hy vọng lại có thể cho ta một cái chết thể diện vẻ mặt đối thành diên vài phần cô đơn không nghĩ tới tùng hoàng thiên hạ cả đời cuối cùng lại chết trong căn phòng nhỏ như vậy bàn tay dâng lên châm cài tóc mở ra dùng tay lại vuốt mái tóc đen nhánh của mình nàng hơi sửa sang lại quần áo chậm rãi đứng dậy Nhìn về phía Trương Huyền Động thủ đi Nói xong Hai tay chắp sau lưng Nhắm mắt chờ chết Ngay thời điểm đang cảm thấy Khẳng định không cách nào có thể thoát được Bên tai chuyển tới thanh âm nhạt nhạt Đối công chủ Người đúng là rất tốt Chúng ta lại gặp mặt rồi Vội vã mở mắt Lập tức nhìn thấy ngụy thân trước mắt Đã biến hóa hình dạng Thành một thanh niên chừng 20 tuổi Trương Huyền Thân thể đối thành diên cứng đờ Kích động run rẩy. Hết trường. Hết tập 429. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MC Annie chuyện audio tiên hiệp.